Chương 1210, Tổ Kinh Lão giả này thật sâu hít thở một cái, liền ông quyền, nói ra, công tử Pháp nhãn như đuốc, bội phục, bội phục, công tử, mời vào bên trong. Lý thất giả nhẹ gật đầu, bước vào nước biển, trong nháy mắt chìm vào đáy biển, lão giả cùng lý thất giả tùy hành, bọn hắn đều chìm vào đáy biển về sau, ở trước một tòa sơn phong dừng lại. Răng rắc, ngay lúc này, từng đợt vỡ vụn thanh âm vang lên, tại lý thất dạ bọn hắn cách đó không xa một ngọn núi bắt đầu vỡ vụn, đất đá nhau nhau lăn xuống, bốn phía hải ngư đều bị cả kinh chạy trốn. Khi ngọn núi này hoàn toàn vỡ vụn về sau, đột nhiên sáng lên, một chùm quang mang chiếu sáng đáy biển, trước mắt tự như là hiện ra một cái mỹ lệ vô cùng thế giới, trong suốt mà thần bí, tự như đây là một cánh cửa, có thể thông hướng một thế giới khác. Nhìn kỹ lại, ngươi sẽ phát hiện, đó căn bản không phải cửa gì, đây là một cái con mắt một cái to lớn đến không thể tưởng tượng con mắt một khỏa bị sơn phong chỗ che khuất con mắt khi con mắt này mở ra về sau một chùm quang mang rơi vào lý thất dạ trên người lập tức đem lý thất dạ toàn thân chiếu lên sáng trưng rầm 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 tiếp theo một trận trời đất quay cuồng toàn bộ biến cả tựa như muốn bị lật tung sóng biển cuồn cuộn bị nhấc lên sóng lớn sông về thiên khung tựa hồ có đồ vật gì tỉnh lại có thể đem sao trên chín tầng trời vỗ xuống đến. Ở thời điểm này, một vùng biển từng tòa sơn phong sụp đổ, vốn là hiển hiện mặt biển hòn đảo từng tòa vỡ vụn, tiếp theo là chìm vào đáy biển. Tại sao có thể như vậy, liền là vị lão giả này đều bị giật mình, hắn đều nhìn một màn trước mắt, bất khả tư nghị nói ra, cái này, cái này, cái này sao có thể, tổ kình vậy mà trước thời gian thức tỉnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sóng lớn trăm vạn trượng độ cao trùng kích hướng thiên vũ, một màn này hùng vĩ tuyệt luân. Chậm rãi. Một đầu to lớn vô cùng cá voi trồi lên mặt biển, một vùng biển này trong lúc nhất thời là dời sông lấp biển. Mười phần rung động lòng người. Một đầu to lớn vô cùng cá voi hiển hiện, tự như là một khối đại lục xuất hiện tại mặt biển, thả nhìn mắt đi, hoàn toàn mờ mịt, đầu này cự kình tự như là không nhìn thấy cuối cùng, thân thể của nó dài tự như là một đầu dãy núi chập trùng trên biển lớn. Tổ kinh, đây chính là vô cấu tam tông tổ kinh, thiên linh giới rất ít người có thể nhìn thấy nó chân thân tổ kinh. Truyền thuyết Tổ kinh có được chân lông huyết thống, nhưng một mực chưa khai trí, không thể hóa thành chân lông. Lúc này, Lý Thất Giả đứng tại tổ kinh trên đầu, tổ kinh đầu to lớn, không thể tưởng tượng, khi nó hiện lên ở mặt biển thời điểm, tự như là một tòa ngàn dặm to lớn hòn đảo. Lý Thất Giả vỗ vỗ tổ kinh đầu, không khỏi cảm khái nói ra, bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết nó trăm vạn dặm vậy ô nghe được lý thất dạ tổ kình thét dài một tiếng kinh tiếng vang triệt thiên địa rung chuyển thiên vũ mây xanh nhiếp nhân tâm hồn oanh một tiếng tiếp lấy một tiếng vang thật lớn tổ kình phun ra to lớn vô cùng cột nước xuyên qua thanh minh thẳng sâu viêm dương tổ kình lộ ra đặc biệt hưng phấn cái này cái này đây mới thực là kỳ kinh giả, lão giả cũng không khỏi trợn tròn mắt, nghẹn hồng nhìn trân trối nói. Trong lúc nhất thời, vị lão giả này bất khả tư nghị nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Thất Dạ lần thứ nhất gặp bọn họ vô cấu tam tông tổ kinh, liền có thể trở thành kỳ kinh giả, cái này thật sự là quá nhưng tư nghị. Chẳng lẽ, đây là thương thiên chú định sự tình, đây là thương thiên cho chúng ta vô cấu tam tông khâm định chân mệnh thiên tử sao? trong lúc nhất thời. Lão giả vì đó thất thần, tự lẩm bẩm nói. Cái này cũng khó trách lão giả như thế rung động, mặc dù nói, bọn hắn mấy vị này ở lâu tại tổ kinh lão tổ được xưng là kỳ kinh giả, chuẩn xác hơn nói, bọn hắn là tùy kinh giả. Bởi vì chân chính kỳ kinh giả là có thể điều khiển bọn hắn tổ kinh, mà bọn hắn là không có năng lực điều khiển bọn hắn tổ kinh, tổ kinh so với bọn hắn còn cường đại hơn, trừ phi là có thể được đến tổ kinh nhận đồng chủ nhân chỉ có người như vậy mới có thể thành chân chính kỳ kinh giả. Giống bọn hắn dạng này mấy vị lão giả, chỉ có thể là đi theo tổ kinh. Tổ kinh vẫy vùng ở đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể là theo tới chỗ đó, bọn hắn căn bản không có khả năng cũng không có thực lực kia đi tả hữu tổ kinh phương hướng cùng lộ tuyến. Một hồi lâu, lão giả lấy lại tinh thần, kích động đến tiếng lên phục bái tại đất, không thể che hết hưng phấn mà nói ra, trời xanh có mắt, cho chúng ta khâm định chân mệnh thiên tử, công tử chính là chúng ta vô cấu tam tông kỵ kình giả chúng ta vô cấu tam tông lần nữa nhất thống có hy vọng trời xanh có mắt đối với lão giả lời nói lý thất giả nở nụ cười lắc đầu cười nói ra lão tạc thiên vẫn luôn không có mắt chó lấy ở đâu sẽ vì các ngươi vô cấu tam tông khâm định chân mệnh thiên tử bất kể nói như thế nào công tử chính là chúng ta vô cấu tam tông kỵ kình giả lão giả yên nguyên kích động mà hưng phấn nói ra đây là chúng ta vô cấu tam tông phúc lợi. Kỳ kình giả cũng tốt, không phải kỳ kình giả cũng được. Lý thất giả chỉ là cười cười, khoát tay áo, nói ra, ta lần này tới là nhập vô cấu tuyền lấy nước. Ô, Lý thất giả vừa dứt lời dưới, tổ kình trầm thấp kêu một tiếng, tiếp theo, ông, một tiếng, một cánh cửa mở ra, đây là thông hướng tổ kình thể nội môn hộ. Công tử bên trong trước Lão giả thập phần hưng phấn nói với Lý thất giả, Lý thất giả nở nụ cười, bước vào môn hộ, trong nháy mắt bị truyền vào tổ kinh thể nội, lão giả cũng theo sát lấy đi vào. Tại tổ kinh thể nội, có cảnh tượng khó tin xuất hiện, ở chỗ này, lại có từng tòa cung điện, mà lại, dạng này từng tòa cung điện lại là núi vây quanh xây lên. Lại có ai có thể nghĩ ra được, tổ kinh thể nội lại còn có sơn phong, vậy mà có thể tự thành thế giới. Ở chỗ này, sơn phong nguy nga, có thác từ sơn phong rơi xuống, bất kỳ người nào biết đây là tổ kinh thể nội, nhìn thấy dạng này một màn, chỉ sợ cũng vì đó không thể tưởng tượng nổi. Lý thất giả cùng lão giả đi vào trong một tòa cung điện, đi vào tòa cung điện này, ở bên trong lại có rộng lớn vô cùng không gian. Trong cung điện không có bất kỳ vật gì, ngoại trừ một cái hồ lớn. Cái này hồ lớn mười phần to lớn, trăm dặm rộng, trong hồ phốc thông phốc thông mà bốc lên lấy suối nước, cái này xuất hiện suối nước tự như có vô cùng cường đại sinh mệnh lực nước hồ bình tĩnh, nhưng, chính là như vậy bình tĩnh nước hồ, khi người vừa bước vào thời điểm, lập tức để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, nước hồ gột rửa tận thất tình lục dục, để cho người ta quanh thân hiện lên tiên khí. Tiếp theo là từng vòng từng vòng thần hoàng hiển hiện, khiến người ta cảm thấy tự như giờ này khắc này, muốn bỏ đi phạm thai nhục thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng thành tiên. Cửu giới bên trong, không có bất kỳ người nào so với các ngươi vô cấu tam tông có được nhiều như thế vô cấu tuyền lý thất dạ nhìn trước mắt nước hồ nhàn nhạt nói ra năm đó vô cấu tiên đế cho các ngươi lưu lại đầy đủ nội tình không phải các ngươi vô cấu tam tông cũng không có khả năng ra lại hai tôn đại thành tiên thể lại tự sáng tạo hai đại tiên thể thuật vô cấu tam tông có hôm nay thành tựu đều là nắm tổ tiên ban cho lão giả cũng không khỏi nói ra lý thất dạ nói tới là sự thật đối với bọn hắn vô cấu tam tông tới nói bọn hắn có đầy đủ tài nguyên chỉ cần có đầy đủ thiên phú đệ tử có đầy đủ kiên định đạo tâm đệ tử bọn hắn vô cấu tam tông liền có năng lực bồi dưỡng thành tài liền lấy vô cấu tuyền tới nói bọn hắn vô cấu tam tông thiên phú đầy đủ cao đệ tử đều sẽ có cơ hội đến vô cấu tuyền thoát thai hoán cốt một khi đi qua vô cấu tuyền thoát thai hoán cốt này lại để môn hạ đệ tử tu luyện như hổ thêm cánh tu hành thần tốc cho nên đối với vô cấu tam tông tới nói thiếu chính là nhân tài không thiếu tài nguyên Lý thất giả lấy ra bảo hồ lô, bắt đầu hấp thu đại lượng vô cấu thủy. Vô cấu thủy cực kỳ trân quý, đừng bảo là là vô cấu tam tông đệ tử, coi như là vô cấu tông lão tổ nhóm, cũng không thể dễ dàng tới nơi này mang đi, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không, dưới tình huống bình thường vô cấu thủy là không cho phép mang rời khỏi tổ kinh. Bất quá, lần này lý thất giả tới lấy vô cấu thủy, lão giả cũng không có phản đối, bởi vì lý thất giả có thể lấy xuống vô cấu vân ấn bọn hắn vô cấu tam tông tổ huấn. Lý thất giả liền có tư cách tới lấy vô cấu thủy, huống chi, lý thất giả hiện tại là kỳ kinh giả, hắn có được quyền lực cực lớn, lấy đi vô cấu thủy, đây là không có cái gì không thể. Lý thất giả vào tay đầy đủ vô cấu thủy về sau, quay người liền rời đi, nhưng mà, hắn mới ra cung điện, tại cửa cung điện đã có mấy cái lão giả phục bái trên mặt đất. Mấy vị này lão giả đều là lâu dài trú lưu tại tổ kinh tùy kinh giả, lúc này bọn hắn thành kính phục bái trên mặt đất các ngươi làm cái gì vậy lý thất dạ nhìn bọn hắn một chút nhàn nhạt nói ra ta không phải là của các ngươi kỵ kình giả đều đứng lên đi mời công tử lưu lại vô cấu tam tông cần công tử đến thống ngự chỉ có công tử trở về chúng ta vô cấu tam tông mới có thể quy nguyên mấy vị này lão giả phục bái trên mặt đất vừa rồi lão giả kia vội nói nghe nói như thế Lý thất giả không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đều nói, ta cũng không phải là các ngươi kỵ kinh giả, đối với các ngươi vô cấu tam tông tới nói, ta chỉ bất quá là khách qua đường mà thôi, các ngươi không cần phải đi quan tâm, không cần phải đi lưu ý. Nhưng, tổ kinh tuyển công tử làm kỵ kinh giả. Lão giả vội nói ra, công tử có lẽ còn không biết kỵ kinh giả đối với vô cấu tam tông ý vị như thế nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chính là chúng ta vô cấu tam tông có không ít tiên hiền đều khát vọng trở thành kỳ kình giả lý thất giả nhẹ nhàng bày khoát tay nói ra ta biết kỳ kình giả là ý vị như thế nào các ngươi thủy tổ không còn tại thế các ngươi cái khác hai vị đại thành tiên thể không còn tại thế kỳ kình giả liền là vô cấu tam tông cao nhất quyền lực biểu tượng có thể thống ngữ các ngươi vô cấu tam tông có thể chỉnh hợp các ngươi vô cấu tam tông để cho các ngươi vô cấu tam tông lại một lần nữa quy nguyên Hợp lưu làm một, công tử nói rất đúng. Vì lão giả này vội nói ra, chỉ cần công tử lưu tại vô cấu tam tông, vô cấu tam tông trên dưới các đệ tử đều nghe theo công tử phân công, vô cấu tam tông hết thảy tài nguyên đều tùy ý công tử điều phối. Ta minh bạch. Lý thất giả không có hứng thú nói ra, đối với rất nhiều người mà nói, có thể trở thành kỳ kinh giả, đó là cao nhất vinh hạnh, là cao nhất quyền lực biểu tượng đây là các ngươi vô cấu tam tông không ít tiên hiền một mực khát vọng sự tình. Chương 1211, Đại Cục bắt đầu. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nhìn trước mắt chư vị lão giả, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, kỳ kinh giả cũng tốt, vô cấu tam tông quy nguyên cũng được, đây đều là không liên quan gì đến ta, ta chỉ là khách qua đường, nơi này một cái khách qua đường, Đối với các ngươi vô cấu tam tông tới nói, đó là không có ý nghĩa. Thế nhưng là, công tử, Tổ Kình chính là tuyển định ngươi làm kỳ kình giả. Vì lão giả này vội nói ra, vạn cổ đến nay, có thể được đến Tổ Kình thừa nhận người chính là lát đác không có mấy. Tổ Kình tuyển định công tử làm kỳ kình giả. Đây là chúng ta thủy tổ vô cấu tiên đế đế chỉ. Lý Thất giả phất tay cắt ngang vị lão giả này, nói ra những sự tình này ta so với các ngươi trong nội tâm minh bạch cũng không cần cầm vô cấu tiên đế tới làm ngụy trang ta còn là câu nói kia nhớ kỹ cho ta ta là khách qua đường chỉ là một cái không có ý nghĩa khách qua đường không thể cấp các ngươi vô cấu tam tông mang đến cái gì các ngươi vô cấu tam tông cũng không cần trông cậy vào ta nói xong xoay người rời đi mấy vị này lão giả mười phần bất đắc dĩ bọn hắn đều có thể đi theo lý thất dạ cung tiễn lý thất dạ rời đi ra tổ kinh thể nội, đứng trên nước biển, nhìn lấy to lớn vô cùng tổ kinh, lý thất dạ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve tổ kinh, lầm bầm nói ra, hữu duyên, ngày khác cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Ô, tổ kinh khẽ kêu một tiếng, to lớn đầu nhẹ nhàng mà di động một cái, tại vuốt ve lý thất dạ bàn tay. Mấy vị lão giả nhìn thấy cũng không dám tin tưởng, chỉ sợ trừ bọn họ thủy tổ vô cấu tiên đế bên ngoài, không còn có người có thể cùng tổ kình thân mật như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ một cái tổ kình, đầu này cự kình năm đó nó còn nhỏ thời điểm là hắn đưa cho Vô Cấu Tiên Đế. Về sau một mực đi theo Vô Cấu Tiên Đế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn mấy vị này lão giả một chút, nói ra, "Tống Quân Thiên Lý, chung tu nhất biệt, đều trở về đi, tổ kình sẽ lại một lần nữa lên đường." Công tử không ngại suy nghĩ thêm một chút, Ngày khác công tử muốn trở về Vô Cấu Tam Tông. Vô Cấu Tam Tông trên dưới các đệ tử tùy thời đều nghe theo công tử phân công. Vị lão giả này vẫn là hết hy vọng, cuối cùng nói với Lý Thất Già. Dạ. Lý Thất Già dạ chỉ là nở nụ cười. Một tay một điểm, mở ra đạo môn, vượt ngang lĩnh vực, trong nháy mắt biến mất. Lý Thất Già dạ về tới Khổng Tước Địa. Gặp được Khổng Cầm Như. Khổng Cầm Như nhìn thấy Lý Thất Già dạ về sau, vội nói ra: công tử nên chuẩn bị xong đều chuẩn bị xong khổng tước địa cư dân cũng rút lui không biết công tử khi nào động thủ lý thất dạ nở nụ cười chậm rãi nói ra nhanh vạn sự đều có chỉ còn thiếu gió đông công tử nói tới gió đông chỉ là cái gì đây khổng cầm như không khỏi hỏi sinh mệnh chỉ có cái này vật trân quý nhất mới có thể vì chi tục thọ lý thất dạ nhàn nhạt nói ra một ngày này không bao lâu sẽ tới Nghe được lý thất dạ lời như vậy, khổng cầm như trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Nàng nghĩ đến một kiện đáng sợ vô cùng sự tình, nàng không khỏi sắc mặt trắng bệt, hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy lý thất dạ, nói ra, cái này, cái này thỏa sao? Lý thất dạ chỉ là lười biến nhìn nàng một cái. Nói ra, tiểu nữ nhân, ngươi cảm thấy thiên hạ có cơm trưa miễn phí sao? Thế gian, cho tới bây giờ liền không có không nỗ lực thu hoạch, tục thọ, bản này liền là nghịch thiên mà đi sự tình, đây là cùng lão tạc thiên đối kháng, chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ba năm lần liền có thể thành công sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ thả xuống một cái hai mắt, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi nghĩ tới làm khổng tước thụ tục thọ. Nên có giác ngộ như vậy? Nếu như ngươi dạng này giác ngộ đều không có, nói thế nào tục thọ? Nói thế nào vì nhân tộc mưu cầu phúc lợi? Cái này, cái này. Cái này không tuân thiên hòa sao? Khổng cầm như cũng không khỏi do dự một chút, nhìn không được hỏi. Thiên hòa. Lý thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái gì gọi là thiên hòa? Tại lão tặc thiên trong mắt căn bản cũng không có thiên hòa. Lại nói, tu sĩ làm thứ nào sự tình không tuân thiên hòa? Đấu với trời, tranh với trời, lấy kháng thiên mệnh. Tu sĩ đạp vào con đường này một ngày kia trở đi, liền đã chú định làm trái thiên hòa nhất định là nghịch hành mà đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn khổng cầm như một chút, nói ra, ngươi cùng quan tâm có hay không tuân thiên hòa, ngươi càng hẳn là hỏi một chút lương tâm của mình, ngươi hẳn là hỏi một chút lương tâm của mình có thể hay không không có trở ngại, có thể hay không bước qua được cái kia một đạo khảm, có thể hay không tại đêm khuya thời điểm an tâm ngủ. Nói, Lý Thất Dạ chỉ chỉ trái tim của mình, nói ra, đây mới là tu sĩ thứ trọng yếu nhất đây mới là tu sĩ có thể một đường bằng phẳng đi đến sau cùng đồ vật. Về phần lão tạc thiên, cái kia bất quá là tiện nhân mà thôi. Người có thể giết, nhưng, lương tâm không thể tru, coi như là lão tạc thiên cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, khổng cầm như không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặt, nạn có thể tưởng tượng như thế cảnh tượng, đây tuyệt đối là một trận luyện ngục, một trận đáng sợ vô cùng kiếp nạn. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, dù sao ta là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý thất già chỉ là tùy ý cười một tiếng, nói ra, đại cục đã bố trí xuống, có phải hay không chấp hành, ngay tại ngươi một ý niệm. Cuối cùng, khổng cầm như thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng vô cùng nói ra, đã đi ra một bước này. Còn có lý do gì đi lùi bước? Vì nhân tộc, ta có thể gánh vác hết thảy bêu danh. Việc này vẫn là để ta tới đi. Lý thất giả nở nụ cười, nói ra, nếu để cho người biết các ngươi cẩm tú cốc chỉ sợ là đại nạn lâm đầu cái này khổng cầm như không khỏi nhìn lấy lý thất dạ nói ra việc này chính là chủ ý của ta nếu để cho công tử mang tiếng xấu chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm cũng là rửa không sạch mang tiếng xấu đối với dạng này thuyết pháp lý thất dạ không khỏi nở nụ cười nói ra bêu danh đáng là gì ngươi yên tâm đi mặc dù ta là một cái hung nhân hung ác vô tình nhưng là, ai là đáng chết, ai không đáng chết, ta sau ngươi rõ ràng hơn. Công tử vì nhân tộc mưu cầu phúc lợi, lại một người mang tiếng xấu, công tử tiến hành, chính là nhân tộc cứu tinh. Khổng cầm như không khỏi thần động địa nói ra. Cứu tinh. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn qua chỗ thật xa. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu tên hiệu, mặc dù cũng có người từng xưng hắn qua vì nhân tộc thủ hộ giả, nhưng là, càng nhiều hơn chính là đối với hắn thóa mạ, hung thủ, phía sau mạng hắc thủ, giết người ma vương. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn gánh vác bêu danh nhiều đến đến không hết. Hắn đều hoàn toàn không quan tâm người khác làm sao thóa mạ hắn. Bắt đầu đi, trò hay muốn lên sàn, kết thúc, ta cũng nên lúc trời đi. Lý thất dạ lạnh nhạt nói. Khổng cầm như yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nàng nói với Lý thất dạ, công tử muốn ta tìm kiếm người, đã có tin tức nàng vượt qua bích dương hải đi long yêu hải nàng đi một cái truyền thừa nghe nói cái kia truyền thừa cùng bất tử môn có lớn lao quan hệ cũng có người cho rằng bọn họ là bất tử môn một cái bàn chi bất tử môn lý thất dạ hai mắt hiếp một cái ánh mắt chính là hơi nhúc nhích một chút bất quá bất tử môn đã xuống dốc rất lâu có thể nói mạch này không sai biệt lắm cũng đứt mất coi như là có đệ tử tại chỉ sợ cũng lác đác không có mấy không cầm như nói ra. Ta biết, bất tử môn, bất tử tiên đế băng diệt về sau, bọn hắn hết thảy đều đã đã chú định. Lý thất già lạnh nhạt nói, bất tử môn chính là bất tử tiên đế lập nên môn phái truyền thừa. Thiên linh giới, bất tử môn có đủ loại truyền thuyết, thậm chí lịch đại đến nay đều có người cho rằng bất tử môn yên nguyên trong tay nắm giữ bất tử tiên đế bất tử chi thuật, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay đều có người đang tìm bất tử môn bí mật. Mặc kệ là đối tại ai tới nói, đều hy vọng chính mình có một ngày bất tử, nhưng tất cả mọi người biết, đây là chuyện không thể nào. Bất quá, vạn cổ đến nay, một mực có truyền thuyết cho rằng bất tử tiên đế có được bất tử chi thuật, loại này bất tử chi thuật có thể làm cho bất tử tiên đế chết một lần lại một lần có thể phục sinh, cho nên cho tới nay rất nhiều người đều nghĩ ra được dạng này bất tử chi thuật, có thể làm cho mình sống thêm đời thứ hai tới. Nhưng là, vạn cổ đi qua, lại có mấy người gặp qua bất tử chi thuật, không có ai biết bất tử tiên đế bất tử chi thuật là thế nào. Đón lấy mấy ngày qua, khổng tước địa liên tiếp phát hiện dị tượng, ngay từ đầu, khổng tước địa chính là huyết quan trùng thiên, vô cùng vô tận huyết khí dân trào mà lên, tự như là sóng cuồng, tiếp lấy toàn bộ khổng tước địa chấn động, tự như là muốn phát sinh chấn, tiếp theo xuống tới, khổng tước địa vậy mà xuất hiện vết nứt, một đầu một đầu vết nứt tại khổng tước địa vỡ ra, toàn bộ khổng tước địa muốn vỡ nát khổng tước địa liên tiếp phát sinh dị tượng cái này đã dẫn phát không ít tu sĩ không ít truyền thừa môn phái chú ý trong vòng vài ngày ngắn ngủi này một cái tin tức ngầm không đường mà đi truyền khắp bích dương hải thậm chí chậm rãi truyền hướng ngũ hồ tứ hải truyền khắp toàn bộ thiên linh giới khổng tước thụ muốn chết héo tin tức ngầm trước hết nhất cũng không biết từ chỗ nào truyền tới trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ bích dương hải khi tin tức kia vừa truyền ra đi, toàn bộ Bích Dương Hải lập tức xôn xao, đông đảo tu sĩ cùng môn phái đều nhao nhao thảo luận việc này. Thiên linh giới, mặc kệ là đối tại ai tới nói, giống tổ thụ loại tồn tại này có một ngày thật là muốn chết héo, đây tuyệt đối là một kiện kinh thiên đại sự. Có đại môn phái vừa nghe đến tin tức này cũng không phải là mười phần tin tưởng, lập tức phái ra đệ tử tiến về khổng tước địa, khi những đệ tử này đi vào khổng tước địa nhìn thấy đủ loại này dị tượng về sau, lập tức trở về đi bẩm báo tông môn. Xem ra khổng tước thụ thật là muốn chết héo. Đi qua xác định về sau, có đại giáo cương quốc trưởng môn cũng không khỏi thì thào nói. Cũng có trưởng lão nói ra, bấm tay tính toán, khổng tước thụ thọ nguyên cũng là nên tận thời điểm, khổng tước thụ tổ quay về đại địa như thế tháng năm dài đằng đẵng cũng là nên đi đến sinh mệnh cuối thời điểm. Một ngày này cũng tới quá nhanh đi, khổng tước thụ chết héo, đây là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại liền muốn băng liệt, cái này thực sự quá nhanh, đây là chuyện gì phát sinh, sẽ để cho khổng tước thụ nhanh như vậy chết héo đây. Cũng có đại nhân vật vì đó hiếu kỳ, quyết định tự mình đi xem xét. Nghe được khổng tước thụ muốn chết héo tin tức, có người bi thương, nhưng là, càng nhiều người là mừng rỡ. Đối với thiên hạ tất cả tu sĩ tới nói, đối với vô số môn phái truyền thừa tới nói, một gốc tổ thụ chết héo, đây chính là mang ý nghĩa một bữa thịnh yến muốn tới tới. Bất kỳ người nào đều muốn trong một trận thịnh yến này được chia một chén canh. Chương 1212 Khúc Nhạc Dạo Trước Bảo Tát khổng tước thủ chết héo, mang ý nghĩa khổng tước thủ trả lại đại địa, đến lúc đó, chính là có đại lượng thiên hoa vật bảo sẽ bị ném ra ngoài, có hải lượng thiên địa tinh hoa vẫy xuống. Xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ là đối tại cái nào tu sĩ tới nói mặc kệ là đối tài truyền thừa nào mà nói, cái này đều sẽ là một trận thịnh yến, nếu là có thể đạt được chí bảo, đây tuyệt đối là cả đời được ích lợi không nhỏ, thậm chí là một đêm chợt giàu, hàm ngư phiên thân, từ đó đi lên thông hướng cường giả vô địch con đường. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, có tổ thụ chết héo thời điểm, từng có người đạt được tổ thụ rễ chính thụ tâm, để hắn tu luyện thành vô địch chi binh, cuối cùng bước vào vô địch thần hoàng con đường cho nên nhận được tin tức về sau bích dương hải thậm chí là thiên linh giới tu sĩ cũng vì đó sôi trào lên mọi người chạy tới khổng tước địa khổng tước thụ muốn chết héo cái này cũng tới quá nhanh đi ta còn tưởng rằng nó còn có thể lại chống đỡ một hai cái thời đại có thế hệ trước chí cường giả nghe được tin tức như vậy không khỏi ngoài ý muốn cũng là vì đó do dự một chút mặc dù nói nghe được khổng tước thụ muốn chết héo tin tức về sau rất nhiều tu sĩ cùng môn phái đều ngồi không yên, nhao nhao chạy tới khổng tước địa, nhưng là kinh nghiệm phong phú thế hệ trước đại nhân vật cũng không sốt ruột, bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn đến phỏng đoán, coi như là chết héo cây muốn chết héo, lấy tổ thù cường đại, quản chi sắp tử vong, nó cũng có thể chống đỡ mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Chỉ cần tổ thù khi còn sống, ai cũng không dám đi thăm dò thiên hoa vật bảo, ai cũng không dám đối tổ thụ động thủ quản chi là nó sắp chết héo bất quá không ít không nóng nảy thế hệ trước đại nhân vật không bao lâu về sau cũng giống vậy ngồi không yên không có mấy ngày sau bích dương hải không biết từ nơi nào truyền ra một tin tức tin tức này nói ra khổng tước địa bắt đầu vỡ vụn ít thì nửa tháng nhiều thì nửa năm khổng tước thủ chắc chắn hướng đi tử vong được nghe lại tin tức như vậy về sau đông đảo thế hệ trước đều lập tức ngồi không yên mặc dù có rất nhiều người không khỏi là nửa tin nửa ngờ nhưng là bất kể là ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này thịnh yến đều nhao nhao lên đường tiến về khổng tước địa đi xem một cái là có hay không như tin tức truyền lại như thế trong lúc nhất thời đông đảo tu sĩ cường giả chạy tới khổng tước địa đi xem xét đến tột cùng tất cả mọi người muốn trong trận thịnh yến này được chia một chén canh chạy tới khổng tước địa tu sĩ môn phái bên trong có mỹ linh có thụ tộc có hải yêu mười phần náo nhiệt đặc biệt là cách khổng tước địa tương đối gần môn phái truyền thừa là đã chiếm thiên địa địa lợi bọn hắn là sớm nhất một nhóm chạy đến khổng tước địa cư dân cũng sớm đã rút lui toàn bộ khổng tước địa vốn là quạng cu ẻ cô tịch nhưng là theo những tu sĩ này chạy đến toàn bộ khổng tước địa lại náo nhiệt lên trong lúc nhất thời khổng tước địa khắp nơi có thể thấy được muôn hình muôn vẻ tu sĩ có toàn thân chặt chặt nha nha thụ tộc có cô trảo thân người hải yêu cũng có anh tuấn mỹ lệ mỹ linh thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một hai nhân tộc tu sĩ khổng tước thụ muốn chết héo tin tức truyền đi về sau các tộc cũng vì đó hưng phấn muốn kiếm một chén canh chỉ có nhân tộc vì đó thất lạc bi thương đối với thiên linh giới rất nhiều nhân tộc tới nói khổng tước thụ cho mọi người hoài niệm cho đông đảo nhân tộc ân tình khổng tước địa từng là nhân tộc thiên linh giới khối thứ hai đại địa cũng là rất nhiều nhân tộc trong suy nghĩ quê hương. Đi đến hôm nay, khổng tước thụ muốn chết héo, vậy liền mang ý nghĩa khổng tước địa đêm không còn tồn tại. Chính là phá thành mảnh nhỏ, từ đó về sau. Thiên linh giới nhân tộc chỉ sợ sẽ mất đi một chỗ dựa lớn, sẽ mất đi một đại gia viên. Nghe được khổng tước thụ sắp chết héo tin tức. Mặc dù có nhân tộc muốn vì khổng tước thụ làm chút gì, nhưng là bọn hắn lại bất lực tổ thụ đi đến tuổi thọ cuối cùng, đây đã là không cách nào vãn hồi cục diện. Nếu như có thể vãn hồi cục diện, cái kia duy nhất có thể làm chính là vì tổ thụ tục thọ. Nhưng, đây là căn bản chuyện không thể nào, chuyện như vậy quản chi là chí cường giả đều làm không được, vì tổ thụ tục thọ, khó khăn như vậy chỉ sợ không thua gì vì tiên đế tục thọ, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Rất nhiều tu sĩ cường giả chạy tới khổng tước địa, chỉ gặp khổng tước địa xuất hiện không ít vết nứt có nước biển từ trong cái khe phun ra ngoài chảy ngược vào khổng tước địa khổng tước địa rất nhiều hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu khô héo bất cứ lúc nào cũng sẽ chết héo mà lại toàn bộ khổng tước địa trong vòng một ngày là chấn động nhiều lần giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh trách tả tơi xem ra khổng tước địa thật là không chịu nổi hiện tại khổng tước địa cũng bắt đầu vỡ ra không bao lâu toàn bộ khổng tước địa sẽ hoàn toàn vỡ nát đến tình trạng kia, khổng tước địa coi như không phải hôi phi yên diệt, chỉ sợ cũng phá thành mảnh nhỏ. Vốn đang không phải rất tin tưởng thế hệ trước đại nhân vật, chạy đến về sau nhìn thấy dạng này một mạng, hoàn toàn vững tin khổng tước thụ sắp là muốn chết héo. Xem ra khổng tước địa cư dân cũng biết khổng tước thụ muốn chết héo, vậy mà trước người khác một bước trút lui khổng tước địa. Cũng có cường giả nhìn thấy toàn bộ khổng tước địa đã là người đi nhà trống, không có bất kỳ người nào ở nơi này, cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn đương nhiên cũng có tu sĩ nhân tộc chạy tới khổng tước địa đuổi tới khổng tước địa tu sĩ bọn hắn đều tại khổng tước địa tìm kiếm những người khác nhìn một chút còn không có có nhân tộc ngưng lại tại khổng tước địa khổng tước địa sắp băng diệt tại thời khắc này hẳn là đoàn kết nhất trí chăm chú ông làm một đoàn chỉ cần khổng tước địa còn có người chưa rút lui mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân làm nhân tộc đều hẳn là trợ giúp bọn hắn rút lui tại sống chết trước mắt, nhân tộc hẳn là tương hỗ y tồn. Cẩm tú cốc đem rút lui làm việc làm được rất tốt, có nhân tộc tu sĩ tìm tòi khổng tước địa các nơi, đều không có phát hiện có nhân tộc cư dân ngưng lại, những này chạy đến tương trợ tu sĩ nhân tộc cũng đều nhao nhao thở dài một hơi. Theo từng ngày đi qua, khổng tước địa tình huống càng ngày càng không lạc quan, trong vòng một ngày, khổng tước địa chấn động số lần là càng ngày càng tấp nập. Toàn bộ khổng tước địa xuất hiện vết nứt là càng ngày càng nhiều, vào lúc này khổng tước địa không ít địa phương chính là nước biển dân trào chảy ngược vào trong thung lũng chúng ta rút lui ở bên ngoài trông coi có đến đây kiếm một chén canh môn phái truyền thừa thấy cảnh này trưởng môn của bọn hắn lập tức mang theo đệ tử rút lui khổng tước địa tại khổng tước địa bên ngoài vùng biến lưu thủ lấy đến cái ông cây đợi thỏ rất nhiều tại khổng tước địa tu sĩ môn phái nhìn thấy khổng tước địa chấn động càng ngày càng tấp nập khổng tước địa vỡ nát tức tại đều nhao nhao từ khổng tước địa rút lui đi ra dừng lại tại khổng tước địa bên ngoài vùng biến chờ đợi lấy khổng tước thụ chết héo đến có kinh nghiệm đại nhân vật đều biết khi khổng tước thụ muốn chết héo thời điểm toàn bộ khổng tước địa sẽ vỡ nát thậm chí là hôi phi yên diệt đến lúc kia băng diệt lực lượng to lớn là để cho người ta khó mà tưởng tượng tổ thụ chính là có thể sánh vai với tiên đế tồn tại thử nghĩ một chút tiên đế băng diệt thời điểm loại kia hủy diệt lực lượng là đáng sợ cỡ nào hủy diệt tính là bá đạo cỡ nào nếu như ai dám lưu tại khổng tước địa chỉ sợ tại khổng tước thủ chết héo một khắc này sẽ bị băng diệt lực lượng trong nháy mắt nghiền hôi phi yên diệt chớ nói chi là muốn chia một chén canh tại khổng tước địa bên ngoài vùng biến đóng giữ rất nhiều tu sĩ tới rất nhiều đại giáo cổ tông những này lưu thủ tu sĩ nhiều loại đều có có môn phái cường đại trực tiếp đem thuyền lớn đứng tại vùng biến trên không chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Có thù tộc giữ nguyên rễ tại đáy biển, sinh trưởng ra to lớn đại thù che trời, xen lẫn thành cường đại nhất cướp đoạt chi thế. Chỉ cần khổng tước thù một chết héo, bọn hắn sẽ lập tức lật tung đại địa, chiếm lấy quý báu nhất tài nguyên. Cũng có hải tộc là thành quần kết đội, tuần tra tại phát trong biển rộng, chỉ cần phát hiện có lợi địa thế, bọn hắn liền sẽ lập tức chiếm trước. Mà lại khổng tước địa bên ngoài vùng biến chờ đợi tu sĩ là càng ngày càng nhiều tùy thời từng ngày đi qua, có bích dương hải bên ngoài tu sĩ chạy đến. Tổ thủ chết héo, dạng này oanh thiên đại sự, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ, quản chi là cách khổng tước địa cực xa bích dương hải bên ngoài đông đảo tu sĩ môn phái đều chạy tới. Tại vùng biển này, cũng có tu sĩ nhân tộc xuất hiện, bọn hắn lại tới đây, đều có chút mê mang. Không biết mình nên làm gì, là đến xem khổng tước địa một lần cuối cùng, hay là đến cướp đoạt thiên hoa vật bảo, lại hoặc là đến vì khổng tước thụ tiễn biệt. Ngay tại rất nhiều tu sĩ môn phái cái này đợi tại một vùng biển này thời điểm, toát ra một cái nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, tu sĩ này thoạt nhìn tướng mạo thường thường, thậm chí là huyết khí suy yếu, thoạt nhìn không giống như là một vị cường giả. Người thanh niên này xuất hiện thời điểm, trên hải vực vẽ lên một vòng tròn lớn, đem rộng lớn vô cùng vùng biến đều vòng vào trong đó, mà cái này vòng lớn trung ương liền là khổng tước địa. Về phần chờ đợi tại trong hải vực vô số tu sĩ đều là ở vào cái này vòng lớn bên trong, chỉ có số ít chờ đợi tu sĩ mới chỗ thân tại vòng lớn bên ngoài. Nhìn thấy dạng này một cái nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, cũng không biết cái nhân tộc tiểu tử này muốn làm gì. Tiếp theo, cái này nhân tộc tu sĩ ở cái này vòng lớn bên bờ các nơi dựng lên từng cái một bản hiệu, trên bản hiệu viết 12 cái chữ, khu vực nguy hiểm, xin chớ tiến vào, nếu không mất mạng nhìn thấy cái nhân tộc tiểu tử này lập khắp nơi đều dựng lên dạng này một cái thẻ bài để chờ đợi tại vùng biển này rất nhiều tu sĩ đều nhìn nhau tất cả mọi người không rõ cái nhân tộc tiểu tử này là có ý gì là hảo ý nhắc nhở hay là cảnh cáo tất cả mọi người uy người đây là muốn làm gì nhìn thấy tiểu tử này trên hải vực dựng lên nhiều như vậy bản hiệu liền có tu sĩ nhìn không được hỏi cái nhân tộc tiểu tử này đương nhiên là lý thất dạ đối với dạng này vấn đề, lý thất giả lộ ra đặc biệt có kiên nhẫn, đặc biệt bình dị gần gũi, hắn lộ ra tiếu dung, nói ra, liền là nhắc nhở mọi người, nơi này mười phần nguy hiểm, sẽ để cho vô số người mất mạng. Vì mọi người lý do an toàn, vẫn là đứng tại ngoài vòng tròn tương đối tốt. Nói đến đây, hắn là an tĩnh lộ ra tiếu dung. Lý thất giả an tĩnh như vậy tiếu dung thoạt nhìn có điểm ngượng ngùng, nụ cười như thế đơn giản liền là để cho người ta không thể tin được, nếu như nhận biết lý thất dạ người nhìn thấy hắn nụ cười như thế, tuyệt đối là không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 1213, Xà thụ tộc. Nghe được lý thất dạ lời như vậy, ở đây một chút tu sĩ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không biết trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này là một cái chưa thấy qua việc đời kẻ lỗ mãn, hay là một cái hồn nhiên giản dị người trẻ tuổi tại tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua, ai sẽ xưng sinh tử của người khác, chớ nói chi là sẽ quan tâm đi nhắc nhở người khác nguy hiểm sự tình. Nguy hiểm. Có tu sĩ không khỏi cười ha hả, nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là lần thứ nhất trộn lẫn thế giới đi, làm tu sĩ, nào có không nguy hiểm sự tình. Các tu sĩ khác cũng không khỏi nở nụ cười, cảm thấy tiểu tử này có chút ngớ ngẩn, hoàn toàn không biết rõ tình huống mọi người tới nơi này chính là vì đoạt thiên hoa vật bảo mà đến, về phần nguy hiểm, mọi người là lòng biết rõ sự tình. Ta chỉ là phụ trách nhắc nhở mọi người mà thôi. Lý thất giả yên lặng nở nụ cười, nói ra, ta là đề nghị mọi người đứng tại ngoài vòng tròn tốt nhất, dù sao, nơi này là nơi thị phi, tất có đại hung hàng lâm, nếu là đứng tại trong vòng, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý thất giả lời này vừa ra, lập tức có không ít tu sĩ không thích nghe, có tu sĩ lập tức đêm đen mặt lạnh lùng nói ra vô tri tiểu nhi nói hưu nói vượng cái gì chúng ta chính là tới lấy bảo vật sao là đại hung mặc dù mọi người đều hiểu tu sĩ tại thế nào có không hung hiểm nhưng là biết là một chuyện có thích nghe hay không lại là một chuyện khác mọi người đến đây khổng tước địa liền là chỉ nhìn phát một phen phát tài hiện tại tiền của phi nghĩa còn không có phát lý thất dạ liền đã nói đại hung như thế bất các điềm báo cái này đương nhiên để rất nhiều tu sĩ trong nội tâm khó chịu đương nhiên là có đại hung lý thất dạ nghiêm túc nói ra lấy cá nhân ta cách nhìn nơi này sẽ máu chảy thành sông máu tươi nhuộm đỏ bích dương hải ngàn vạn thi thể lấp đầy toàn bộ vùng biến vô số sinh linh chắc chắn chết thảm cái này sẽ để thiên linh giới run rẩy một ngày chính là bởi vì có dạng này đại hung ta mới nhắc nhở mọi người Lý thất dạ dạng này nghiêm túc thái độ, lập tức để chung quanh tất cả mọi người lập tức sắc mặt đen lại, lời này quá không may mắn bén, không ít người trong lúc nhất thời là nhau nhau nhìn hầm hầm lý thất dạ. Nhưng mà, lúc này lý thất dạ lại giống kẻ lỗ mãn, mười phần nghiêm túc, mười phần giản dị. Hắn nhìn lấy mọi người. Nghiêm túc nói ra, ta khuyên mọi người vẫn là đứng tại ngoài vòng tròn tốt nhất, chết thảm ở chỗ này, vậy liền quá uổng phí. Cái gì đại hung, nói hưu nói vượng. Lúc này, một người lạnh lùng nói. Đây là một cái trung niên hán tử, dáng người khôi ngô. Cổng kim sắc áo choàng, ánh mắt của hắn là sông đồng. Một đôi mắt tại khép kín ở giữa chớp động lên đáng sợ hàng quan. Hán tử này đứng phía sau không ít đệ tử, những đệ tử này nhìn thân thủ là bất phàm, để cho người ta vừa nhìn liền biết là xuất thân từ đại giáo. Hán tử này chính là sông đồng giáo phó giáo chủ, bọn hắn song đồng giáo tại vùng này thực lực không yếu hắn mang theo môn hạ đệ tử đến liền là muốn đạt được bảo vật hiện tại vừa nghe đến lý thất dạ dạng này điềm xấu trong lòng đương nhiên là khó chịu đây cũng không phải là nói hưu nói vượng lý thất dạ nhìn lấy vị này song đồng giáo phó giáo chủ nói ra lấy các hạ thực lực chỉ sợ đại hung hạ xuống thời điểm một khắc đồng hồ đều nhìn không được chỉ sợ sẽ là trong nháy mắt hôi phi yên diệt lý thất giả nói như vậy lập tức để song đồng giáo phó giáo chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn làm một cái đại giáo phó giáo chủ bất luận là uy danh vẫn là danh vọng đều là không cho người khinh thường coi như hắn so ra kém những đại hiền kia cấp bậc nhân vật cũng là một phương hùng chủ để cho người ta kính úy nhân vật nhưng mà hôm nay lại bị một cái nhân tộc tiểu tử như thế xem thường đây quả thực là có hại hắn thần uy ba một tiếng sông đồng giáo phó giáo chủ giận dữ một trưởng vỗ dưới, liền trong nháy mắt đánh nát lý thất giả dạ đứng ở trên mặt biển bản hiệu, lạnh lùng nói ra, đại hung, bản giáo chủ chờ lấy đại hung hàng lâm. Bị sông đồng giáo phó giáo chủ đánh nát bản hiệu, lý thất giả dạ lúc này chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra, sẽ, đại hung nhất định sẽ hàng lâm, đến lúc đó tiếng kêu thảm thiết của ngươi sẽ vang vọng đất trời, đến lúc kia, ngươi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Song Đồng giáo phó giáo chủ bị tức đến run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi vì đó im lặng, cũng không biết tên tiểu tử trước mắt này là thật ngốc hay là giả ngốc, lại là như thế chống đối Song Đồng giáo phó giáo chủ, đây không phải nói rõ để cho người ta xuống đài không được dai sao? Hắc, 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 đây là từ đâu tới nhân tộc tiểu bối, cũng dám ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lúc này một người cười gằn nói ra, ha ha, cái này chỉ sợ là có ý khác đi, ở chỗ này giả thần giả quỷ, muốn đem người khác dọa chạy, để cho các ngươi nhân tộc độc chiếm khổng tước thù bảo vật. Lão giả này thoạt nhìn như là một con rắn cuộn tại một gốc cây nhỏ bên trên, trên thực tế, nó là xà thân thụ thể, rắn cùng cây là tách rời không ra, chỉ có đầu của hắn là hình người. Đây là xà thụ tộc, là thụ tộc một chi, chỉ bất quá vị lão giả này bảo trì hạ bản tướng, cũng không hoàn toàn tu luyện là nhân hình trước mắt lão giả này chính là xà thụ tộc trưởng lão lúc này hắn cười gằn hắn thấy lý thất giả ở chỗ này giả thần giả quỷ chỉ sợ là có ý khác Xa thụ tộc trưởng lão vừa nói như vậy không ít người đầu tiên là ngơ ngác một chút tiếp theo cũng có một chút tu sĩ cảm thấy xà thụ tộc trưởng lão nói tới có đạo lý bằng không một cái nhân tộc tiểu tử dựa vào cái gì hảo tâm như vậy cảnh cáo nhắc nhở mọi người cho nên trong lúc nhất thời không ít người nhìn lấy lý thất dạ ánh mắt đều trở nên không đồng dạng nguyên lai là ở chỗ này giả thần giả quỷ muốn hù dọa tất cả mọi người lúc này song đồng giáo phó giáo chủ cười lạnh một tiếng quát lên nói là ai phái ngươi tới trung thực giao phó nếu không ít thụ da thịt nổi khổ hảo tâm coi như lòng lan dạ thú ngươi đã là một lòng muốn chết đó là ngươi sự tình Lý thất già dạ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, ta là cảnh cáo tất cả mọi người, tốt nhất đứng tại ngoài vòng tròn, nếu không, sinh tử tự phụ, nên làm ta cũng làm, sinh tử liền xem các ngươi tạo hóa của mình. Nói xong, xoay người rời đi. Tiểu bối, đứng lại cho ta. Song đồng giáo phó giáo chủ là mặt mo đặt không xuống, đối lý thất dạ một tiếng quát chói tai, trương tay hướng lý thất dạ chọc tới. Nhưng là, lý thất dạ lóe lên, liền dễ dàng tránh thoát sông đồng giáo phó giáo chủ đại thủ lúc này lý thất dạ xoay người lại nhìn lấy sông đồng giáo phó giáo chủ ha ha xem ra còn có hai lần sông đồng giáo phó giáo chủ cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói ra mau mau xưng tên ra bản giáo chủ dưới lòng bàn tay không có vô danh du hồn đồng thời nhanh chóng đưa tới là ai sai sử ngươi nếu không cực hình đợi đợi lý thất dạ Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn sông đồng giáo phó giáo chủ một chút, lười biến nói ra, tại ta không nổi giận trước đó, cút cho ta. Đối với tên Lý Thất Dạ, không ít người là rất lạ lẫm, nhưng cũng có người nghe qua, có bích dương hải tu sĩ không khỏi giật mình nói ra, hắn liền là cái kia Lý Thất Dạ, dám vào ăn gân rồng hung nhân. Một chút nghe qua Lý Thất Dạ danh tự tu sĩ cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn trước mắt tiểu tử này. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường không có gì là nhân tộc tiểu tử lại là ăn gân rồng hung nhân Đối với chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ lại nghe qua tên hắn người đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn là một cái hung ác bá khí người Dù sao, ăn gân rồng đây là khiêu khích ức vạn quảng hải ngư sự tình Chỉ có hung ác bá đạo người mới có thể làm ra được Nhưng mà, trước mắt vị này Lý Thất Dạ thoạt nhìn bình thường không có gì lạ Căn bản cùng hung ác bá đạo không liên lạc được Ngươi chính là cái kia Lý Thất Dạ, lúc này Song Đồng giáo phó giáo chủ không khỏi nhìn trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này, không khỏi do dự một chút, liên quan tới Lý Thất Dạ hung danh hắn cũng nghe qua, một cái dám vào ăn gân trồng người cũng không phải cái gì người hiền lành. Biết liền tốt, nhận tướng cũng đừng chọc tới ta." Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. "Hắc, hắc, hắc, khẩu khí thật lớn, nơi này cũng không phải chỗ của ngươi." còn chưa tới phiên ngươi chỉ là một cái nhân tộc đến thi hào phát lệnh. Sa thụ tộc trưởng lão cười gằn, rất có quạt gió châm lửa ý tứ. Sa thụ tộc trưởng lão vừa nói như vậy, song đồng giáo phó giáo chủ cũng không khỏi ưỡn một chút lòng ngực, lạnh lùng nói ra, trưởng lão nói chỗ rất đúng, nơi này chính là người trong thiên hạ lãnh thổ, bằng ngươi chỉ là một cái nhân tộc, có tư cách gì ở chỗ này làm càng, có tư cách gì để cho người ta đứng tại ngoài vòng tròn, cái này hẳn là có không thể cho ai biết mục đích hắn dù sao cũng là một cái đại giáo phó giáo chủ, nếu như hắn không nói vài câu có thể lên được mặt bàn ngoan thoại. Trực tiếp liền sợ, như vậy hắn mặt mũi không có địa phương đặt, đây cũng là mất hết sông đồng giáo mặt mũi. Lăng, Lý Thất Giả dạ lười nhắc lại nói với hắn, lạnh lùng nói ra, hiện tại liền cút cho ta, nếu không, đại hung còn chưa tới, ta trước hết giết ngươi. Lý Thất Giả dạ lời này vừa ra, sông đồng giáo phó giáo chủ liền mặt mo đặt không nổi nữa, trước mặt người trong thiên hạ bị một tên tiểu bối như thế quát lên, hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Tiểu tử, bản giáo chủ hôm nay liền muốn lăng trì ngươi. Song đồng giáo phó giáo chủ lập tức trút trường đao, diện mục dữ tận. Sâm nhiên nói. Vừa dứt lời dưới, song đồng giáo phó giáo chủ trong nháy mắt xuất đao, trường đao quán nhật, lấy cực nhanh tốc độ đâm về lý thất dạ lồng ngực, muốn cho lý thất giả mất mạng một kích. Lý thất giả mí mắt vẫy lên, hai mắt chính là hàng quang lóe lên, tại trường đau đâm về hắn lồng ngực trong nháy mắt, hắn xuề năm ngón tay, nghe được, ông, một tiếng vang lên, vô cùng vô tận quang mang phun ra ngoài, hải lượng thái dương tinh hỏa rơi vải mà ra, trong nháy mắt này, lý thất dạ năm ngón tay ở giữa tựa như là từ từ bay lên chính vần mặt trời, trong nháy mắt thiêu hết thảy. Trong chớp mắt này, sông đồng giáo phó giáo chủ trường đao trong nháy mắt hòa tan thành sắc lỏng, a à, một tiếng hét thảm, Song Đồng Giáo Phó giáo chủ lập tức bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt, ngay cả tro cốt đều không có lưu lại. Mặc dù Song Đồng Giáo Phó giáo chủ thực lực không yếu, nhưng là ngay cả đại hiền cũng không phải tu sĩ, tại lý thất giả trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vạn đạo quyền chi thái dương quyền, quyền này vừa ra, đốt cháy cửu thiên thập địa, huống chi là chỉ là một vị phó giáo chủ. Chương 1214, một chuyện cười. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới, một chiêu phía dưới liền đem sông đồng giáo phó giáo chủ cho đốt cháy đến hôi phi yên diệt, ngay cả cho cốt đều không có lưu lại. Có người không khỏi hít một hơi lạnh khí, không ít người tại thời khắc này mới ý thức tới trước mắt cái này thoạt nhìn lục súc vô hại bình thường tiểu tử là một cái đại hung người. Quả nhiên là dám vào ăn gân rồng nam nhân có nữ tu sĩ nhìn lấy lý thất dạ, cũng không khỏi có chút kính nể, lầm bầm nói ra, dạng này hung nhân mới thật sự là nam nhân. Lúc này, rất nhiều người nhìn lấy lý thất dạ, thần thái đều có chút thay đổi, bọn hắn đều hiểu tiểu tử này không chỉ là một cái sát tinh, hơn nữa còn là một cái không may tinh, hắn đi tới chỗ nào đều trêu chọc một đoàn địch nhân, quảng hải ngư, tỷ trần dương, thái dương tông, hiện tại lại cùng sông đồng giáo kết thù. Tiểu tử này, đơn giản liền là đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, cừu địch khắp thiên hạ, chết thảm chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạc nhân tộc hung nhân. Lúc này xà thụ tộc trưởng lão không khỏi âm âm cười một tiếng, nói ra, hừ. Chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người độc chiếm khổng tước thụ bảo tàng sao? Âm mưu của ngươi tuyệt đối là sẽ không được như ý, thiên hạ hào hùng sẽ liên tục không ngừng tuôn ra hướng nơi đây. Ba, một tiếng thanh thúy vô cùng cái tác tiếng vang lên, Sa Thụ tộc trưởng lão lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ một cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, một cái bàn tay quất đến đầu của hắn đều biến hình, miệng đầy răng độc bị quất đến bay ra. Sa Thụ tộc trưởng lão vốn là muốn châm ngòi thổi gió, đem tất cả mọi người kéo xuống nước, đem Lý Thất Dạ đẩy lên cùng tất cả mọi người đối phương là địch một mặt. Không nghĩ tới, hắn lời còn chưa nói hết, Lý thất dạ liền một cái bàn tay đem hắn quất đến miệng đầy răng đều nát. Tiểu súc sinh bị một bàn tay quất đến miệng đầy răng đều nát, xà thụ tộc trưởng lão lập tức hung ác giận, cuồng hống một tiếng. Há miệng liền phun ra đại lượng xương độc, trong nháy mắt, đáng sợ vô cùng xương độc giống vòi rồng đem lý thất dạ cả người bao trùm. Muốn đem lý thất dạ cả người hữu hóa vì thi nước. Xà thụ tộc trưởng lão phun ra xương độc cực độc vô cùng, từng tia nhỏ dịch lọc vào nước biển bên trong lập tức là một mạng lớn trắng giả. Trong biển tôm cá lập tức bị độc chết vô số. Nhưng mà, bị sương độc bao vây lý thất giả căn bản cũng không để ở trong lòng, xuề năm ngón tay, thần thánh mà cao khiết, tự như một đóa tiên liên tại nở rộ, có thể tịnh hóa hết thảy uế ô. Vạn đạo quyền chi vô cấu quyền, quyền này vừa ra. Tránh quy vạn pháp, tịnh hóa hết thảy. Nghe được xì 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 thanh âm vang lên, tại vạn đạo quyền phía dưới, sương độc căn bản cũng không đủ thành đạo, trong chớp mắt này, lý thất dạ vạn đạo quyền xuyên thấu độc vật, hướng xa thụ tộc trưởng lão chập tới. Xa thụ tộc trưởng lão sắc mặt đại biến. Vì đó hải nhiên, xoay người bỏ chạy. Coi như xa thụ tộc trưởng lão tốc độ lại nhanh. Nhưng là, có thể nhanh hơn được lý thất dạ, vạn đạo quyền chi phi tiên quyền tà. Xà thụ tộc trưởng lão trong nháy mắt bị lý thất dạ một cái tay đuổi theo, trương tay đem hắn vô tới a à, vừa loáng ở giữa. Một tiếng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang vọng biến cả, nghe được tê xé rách tiếng vang lên, chỉ gặp xà thụ tộc trưởng lão cái kia chiếm cứ trên tàn cây thân thể bị xé nứt, xà thân thụ thể lập tức bị sóng sờ sờ xé mở, máu tươi bắn tung tóe. Đối với xà thụ tộc tới nói, tại bản tướng trạng thái phía dưới, thân trắng cùng thân cây tách rời, chắc chắn tử vong, cho nên. Xà thụ tộc trưởng lão bị xé nứt thân trắng co quắp một chút, sau đó liền là một mệnh ô hô. Ngay cả đại hiền cũng không phải. Dám cũng ở trước mặt ta nhảy nhót, sâu kiến mà thôi. Lý thất giả dạ tiện tay liền đem xà thụ tộc trưởng lão thi địa ném vào trong biển. Lạnh lùng nói. Lúc này, ở đây rất nhiều người đều biến sắc, trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này thật sự là quá hung tàn. Liền là thế hệ trước đại nhân vật, lúc này nhìn lấy lý thất giả dạ cũng không khỏi biến sắc. Lúc này... Lý thất dạ nhìn thoáng qua sông đồng giáo phó giáo chủ môn hạ đệ tử, lạnh lùng nói ra, trở về nói cho các ngươi biết sông đồng giáo, thế giới có bao xa, liền cút cho ta bao xa, nếu không, gặp một cái giết một cái. Lăng những này bị ngay người đệ tử nghe được lý thất dạ lời như vậy, như là đại xá, một bước cũng không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy. Lý thất dạ nhìn mọi người một cái về sau, xoay người rời đi, bước vào khổng tước địa. Gặp lý thất dạ bước vào khổng tước địa, rất nhiều người đều không khỏi vì đó lưu ý, mọi người đối với lý thất giả dạ xuất hiện ở đây. Đều là hết sức tò mò. Bất quá, lý thất giả dạ một hơi giết xong đồng giáo phó giáo chủ cùng xà thụ tộc trưởng lão về sau, rất nhiều người đều không dám đi trêu chọc hắn, tất cả mọi người minh bạch, trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này tuyệt đối là một kẻ hung ác, giết lên người tới là tâm ngoan thủ lạc, không phải đại hiền, căn bản là không phải là đối thủ của hắn, cũng không đủ nội tình, đi trêu chọc hắn, cũng là tự tìm đường chết. Lý thất giả bước vào khổng tước địa về sau, thẳng lên cao phong, đi tới khổng tước thủ dưới, lúc này, hắn tế ra vạn lô thần, chưởng ngự lấy lô hỏa. Bồng một tiếng vang lên, lô hỏa phun ra ngoài, ở thời điểm này, lý thất giả vạn lô thần tự như là một con suối, lô hỏa phun ra ngoài, chảy xuôi ở trong lòng đất. Nói đến kỳ quái, lô hỏa lại là không đốt một ngọn cây cọng cỏ, rõ ràng là ánh lửa rạng rỡ, nhưng nó lại vẫn cứ như là nước chảy chảy xuôi trên mặt đất, hơn nữa là càng ngày càng mãnh liệt, tại dạng này lưu hỏa giấu giếm được tình huống phía dưới, không có một ngọn cây cọng có vì vậy mà bị đốt bị thương, cái này thực đến cũng là mười phần thần kỳ. Tốt một tay ngự hỏa chi thuật. Nhìn thấy lô hỏa chảy xuôi tại đại địa bên trên. Coi như không phải dược sư, coi như là không hiểu công việc người, cũng có thể biết cái này nhất định phải là có một tay lô hỏa thuần thanh ngự hỏa chi thuật. Lô hỏa từ vạn lô thần bên trong phun ra ngoài, càng phun càng mãnh liệt, càng phun càng cấp tốc, tự như là một ngụm to lớn vô cùng sóng suối, trên thực tế, nói nó là một ngụm núi lửa bộc phát cũng không đủ. Nhưng là, nó không hề giống núi lửa có hủy diệt tính, tương phản, hải lượng lô hỏa phun ra ngoài thời điểm, mang đến một loại cảm giác mát rượi, tự như nước suối. Trong thời gian ngắn ngủi, lô hỏa tự như có sinh mệnh. Nó chảy xuôi qua sơn lĩnh, chảy xuôi qua khe rảnh, chảy xuôi qua đồng bằng, trong thời gian ngắn ngủi, hải lượng lô hỏa chảy qua toàn bộ khổng tước địa. Tiếp theo, lô hỏa tự như nước chảy nhập biến cả, nó chảy xuôi trên mặt biển, càng giống là có sinh mệnh đồ vật, lơ lửng trong nước biển, tự hồ nó muốn cùng nước biển hòa làm một thể. Theo lô hỏa bao trùm toàn bộ mặt biển về sau, lúc này, lý thất dạ lô hỏa phát sinh biến hóa, tại vạn lô thần bên trong chảy ra chất lỏng, chất lỏng này mang theo ánh lửa, trong ngọn lửa lại có mảnh như tơ pháp tắc đang chảy, tự hồ những này pháp tắc có sinh mệnh. Nó có thể kéo theo lấy chất lỏng này chảy xuôi tại khổng tước địa, chảy vào biển bên trong. Theo cái này như chất lỏng lưu hỏa lừa gạt được khổng tước địa cùng mặt biển, rất nhiều người đều ngửi thấy một cổ như có như không mùi thơm, cái này thoát mùi thơm có một loại không nói được cảm giác, tự như là để cho người ta huyết khí minh hòa. Chờ đợi tại vùng biển này không ít người đều tại lưu ý chú ý lý thất dạ, Lúc này nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, không biết lý thất dạ đây là tại làm gì. Cuối cùng, có người nhìn không được. Liền xa xa hỏi lý thất dạ, nói ra, lý đạo hữu, xin hỏi ngươi làm cái gì vậy đây? Lý thất dạ vẫn là trưởng ngữ lấy vạn lô thần, phong khinh vân đạm nói ra, không làm cái gì, khổng tước thụ thọ nguyên kiệt suy, hướng đi chết héo, ta vì nó tục thọ, để nó sống thêm xuống dưới vì khổng tước thụ tục thọ. Nghe được lý thất giả lời như vậy, tra hỏi tu sĩ này không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, hắn đều cho là mình nghe lầm, cũng nhìn không được hỏi lần nữa nói ra, thật muốn vì khổng tước thụ tục thọ. Có gì không thể? Lý thất giả chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó không tiếp tục để ý, tiếp tục chưởng ngự lấy vạn lô thần, để lô hỏa giấu giếm tại đại địa. Vì khổng tước thụ tục thọ. Rất nhiều người nghe được lời như vậy, cũng không khỏi nhìn lấy lý thất dạ, thậm chí có người nhìn lấy đồ đần nhìn lấy lý thất dạ. Ở đây thậm chí có dược sư nhìn không được nói ra, coi như ngươi là dược sư, ngươi cũng đã biết vì khổng tước thụ tục thọ đó là ý vị như thế nào. Cái này không chỉ là nghịch thiên hành sự, thậm chí có thể nói, đây là không có khả năng hoàn thành sự tình, khó khăn như vậy cũng không nhiều là có thể cùng vì tiên đế tục thọ đánh đồng. Đừng bảo là là ngươi, coi như là dược đế cũng là bất lực sự tình. Lý thất dạ nhìn hắn một cái, lười nhắc lại nói tiếp, tiếp tục chưởng ngự lấy lô hỏa, để lô hỏa chậm rãi thẩm thấu tại khổng tước địa cùng trong biển rộng. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Có một vị mỹ linh tộc thánh chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, vì khổng tước thụ tục thọ, đây quả thực là người si nói mộng, coi như là dược đế đến đây, vậy cũng là không có khả năng thành công. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ ngay cả để ý tới hắn hứng thú đều không có, tiếp tục chưởng ngữ lô hỏa. Nhưng là... Lý Thất Dạ lời nói lại làm cho chờ đợi người ở chỗ này tộc tu sĩ không khỏi vì đó mừng rỡ, bỗng nhiên tự như nhìn thấy hy vọng, nhìn không được nói ra, đạo hữu, thật là như thế sao? Thật là có thể vì khổng tước thụ tục thọ sao? Đối với nhân tộc tới nói, nhất không hy vọng khổng tước thụ hướng đi tử vong, nếu như khổng tước thụ chết rồi nhân tộc liền hoàn toàn đánh mất khổng tước địa. Sẽ. Lý thất già chỉ là lạnh nhạt nói. Ha ha, loại này giả thần giả quỷ lời nói coi như xong. Có hải yêu cười lạnh, nói ra, loại lời này ai tin tưởng người đó là ngớ ngẩn. Ai cũng biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, có ai vì tổ thụ tục thọ qua. Chưa từng có, cái này căn bản liền không có khả năng thành công. Ta xem ra, hắc, cái này nói không chừng là chứng nhãn pháp cái gọi là vì khổng tước thụ tục thọ cái kia bất quá là ngụy trang mà thôi nói không chừng là len lén mưu đồ làm loạn đối với tới nơi này tất cả tu sĩ tới nói bọn hắn tới nơi này là làm gì đương nhiên là đến đoạt thiên hoa vật bảo có thể nói tất cả mọi người ở chỗ này chờ liền là chờ khổng tước thụ chết héo chờ lấy một ngày này đến hiện tại lý thất dạ lại nói muốn vì khổng tước thụ tục thọ lời này ai cũng không thích nghe Lý thất dạ đây không phải đoạn tất cả mọi người tài lộ sao? Đây quả thực là cùng ở đây tất cả người là địch. Đúng đấy, hừ, vì khổng tước thụ tục thọ, đơn giản liền là người si nói mộng, có cái gì không thể cho ai biết mục đích mới là thật đi. Không ít người nhao nhao cười lạnh phụ họa. Chương 1215, Kim Ô Vương Nghe được lời của mọi người, liền là giấy lên hy vọng tu sĩ nhân tộc cũng đều không khỏi vì đó dao động, bọn hắn đều cảm thấy vì khổng tước thụ tục thọ, cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ lười đi để ý tới, hắn chỉ là nhìn số lượng không nhiều tu sĩ nhân tộc một chút, nhàn nhạt nói ra, nơi này là nơi thị phi, tất có đại hung hạ xuống, đến lúc đó máu tươi nhuộm đỏ biển xanh, khi cốt lấp đầy rảnh biển, nhanh chóng rời đi. Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Đối với dạng này, số lượng không nhiều tu sĩ đều nhìn nhau một chút, trong bọn họ có người là do dự một chút, ngoại trừ một hai người rời đi bên ngoài, những người khác đều lưu lại. Đối với bọn hắn mà nói, lý thất dạ lời nói cũng không có quá lớn sức thuyết phục, bọn hắn cũng không phải là mười phần tin tưởng lý thất dạ. Hắc, 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 chỉ là nhân tộc tiểu bối, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi dám ở chỗ này nói chuyện giật gân không biết sống chết lúc này một tiếng âm trầm thanh âm vang lên một trận ào ào tiếng nước vang lên trên mặt biển bị tách ra một đầu đại đạo một cái lão giả từ trong nước biển đi ra phía sau hắn đi theo mười mấy cái văn võ trang phục đại thần mỗi người đều huyết khí tràn đầy thân thủ bất phàm lão giả này phía sau lưng cổng một cái to lớn mai rùa hắn giữ lại hai chòm râu thoạt nhìn tự như là một cái rùa đen tinh cứ việc nói lão giả này dáng dấp rất buồn cười nhưng là cái kia một đôi lớn chừng hạt đậu ánh mắt lại là hàng quan lấp lóe vừa nhìn liền biết hắn là một cái đáng sợ nhân vật hung ác tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạc người quy tướng nhìn thấy lão giả này có người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng lầm bầm nói ra tị trần dương cũng muốn nhúng tay vào nhìn thấy trước mắt lão giả này mang theo mười mấy cái cường giả đến không ít chờ đợi ở trên biển tu sĩ đều cảm nhận được áp lực. Tới đây đoạt bảo rất nhiều tu sĩ cùng môn phái đều muốn tại lần này không tước thụ chết héo thời điểm kiếm một chén canh. Trước lúc này mặc dù có không ít đại giáo cương quốc xuất hiện. Nhưng là, giống tị trần dương dạng này truyền thừa còn chưa có xuất hiện qua. Hiện tại tị trần dương quy tướng đều tới, như vậy, cái khác truyền thừa. Như hoàng kim tự, như vô cấu tam tông chỉ sợ những truyền thừa khác cũng tới chút kiếm một chén canh. Nếu thật là hoàng kim tự, vô cấu tam tông dạng này truyền thừa tới đây, chỉ sợ cái khác đại giáo cương quốc muốn chia chút cặn bã cũng không dễ dàng. Còn tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, vậy chỉ có thể là đứng dựa bên, căn bản là không có tư cách đến cướp đoạt thiên hoa vật bảo. Quy tướng, chính là tỷ trần dương tể tướng, là lâm đạo trưởng tọa hạ một viên mảnh tướng, có thể nói là lâm đạo trưởng phụ tá đắc lực, Hắn từng vì lâm đạo trưởng chúa tể Tỷ Trần Dương đại cục. Đồng thời, quy tướng bản thân tu hành cũng cực kỳ cường đại, hắn đã là một vị vấn thế đại hiền, uy danh hiển hách. Một cái con rùa mà thôi. Đừng tại bên tai ta lẩm bẩm nói liên miên, nếu không, đem ngươi nấu canh rùa. Lý Thất Dạ lười biến nhìn quy tướng một chút, lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để quy tướng sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn bản tướng đích thật là một cái rùa đen thành đạo thuộc về đại yêu nhưng là hắn ghét nhất người khác nói hắn là một cái con rùa tiểu súc sinh ngươi giết chủ nhân nhà ta đồng tử hiện lại mở miệng nhục ta tỵ trần dương tội đáng chết vạn lần mặc kệ ngươi là môn nào phái nào xuất thân cũng khó khăn thoát khỏi cái chết quy tướng chỉ lý thất giả quát lạnh nói ngươi nếu là muốn chết thống khoái liền nhanh chóng quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói nếu không bản tướng đem ngươi từng đau lăng trì, vì chết đi đồng tử báo thù. Tể tướng đại nhân, tiểu súc sinh này lưu cho ta, quy tướng lời nói vừa rơi xuống, hét lớn một tiếng vang lên, chân trời hồng vân quyển trời, liệt diễm cuồn cuộn, tự như giả hỏa đốt thấu bầu trời. Nghe được hét dài một tiếng vang lên, một người lăng không mà tới, hắn hoành không mà đến. Sống nhiệt cuồn cuộn, rực nướng biến cả, tự như muốn nấu như biển. Làm người này đạp vào khổng tước địa thời điểm, đáng sợ sóng nhiệt trực nướng đại địa, bốn phía rất nhiều cây cối trong nháy mắt chết héo. Đây là một người trung niên, hai mắt nhìn quanh, không giận mà uy. Hán tử này không có chút nào thu liễm chính mình huyết khí ý tứ, huyết khí quét ngang, mười phần cường đại, trên người hắn chính là từng đạo từng đạo thần hoàng mở ra, như là một tôn thần vương. Tại hắn từng vòng từng vòng thần hoàng bên trong, hiện lên một cái to lớn kim ô, con kim ô này gánh vác bầu trời cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Kim Ô Vương, Thái Dương Vương Sư Đệ Nhìn thấy người trung niên hán tử này, có người nghẹn ngào hét lớn. Thái Dương Tông tới, Hoàng Kim Tự, vô cấu Tam Tông sẽ còn xa à? Có người không khỏi thì thào nói. Trung niên hán tử bước vào khổng tước địa, khí thế như hồng, hắn một bước bước vào khổng tước phong, lăng xem lý thất dạ, hai mắt lộ ra đáng sợ sát cơ. Tể tướng đại nhân, Tiểu Súc Sinh này giết sư chất ta, còn xin ngươi cho cái thể diện, đem hắn mạng chó lưu cho ta, ta muốn lấy hắn đầu chó đi gặp sư huynh." Kim Ô Vương đối Quy tướng nói ra. "Đã Thái Dương Vương muốn tiểu Súc Sinh này đầu chó, Vương gia xin cứ tự nhiên, chỉ cần đem tiểu Súc Sinh này thi thể lưu lại cho lão tiểu trở về giao nộp là được rồi." Quy tướng vội lộ ra tiếu dung nói ra. Tại Kim Ô Vương cùng Quy tướng một lời nói chuyện ở giữa, Lý Thất Dạ tự như đã là người chết căn bản cũng không đủ thành đạo trên thực tế rất nhiều người cũng không phủ nhận kim ô vương thực lực kim ô vương mặc dù là thái dương vương sư đệ trên thực tế hắn sao thái dương vương sớm hơn bái nhập thái dương tông thậm chí có người nói hắn sao thái dương vương sớm hơn đăng lâm đại hiền cảnh giới tại thái dương tông sắp xếp tư luận bối phận chính là lấy thực lực mà nói mà không phải ai nhập môn sớm người đó là sư huynh cứ việc Kim Ô Vương bởi vì thể chất vấn đề không thể tu luyện Thái Dương Thể, thực lực không bằng Thái Dương Vương, nhưng là, hắn đang lâm đại hiền thời gian sớm hơn, đi đến hôm nay, hắn đã là phổ thế đại hiền, sau quy tướng còn cường đại hơn. Kim Ô Vương dạng này đại hiền muốn lấy lý thất giả tính mệnh, cái này khiến không ít người vì đó ngừng thở, tất cả mọi người có thể suy đoán, lý thất giả cũng là có được đại hiền thực lực, hắn cùng Kim Ô Vương so sánh. Đến tột cùng là ai mạnh ai yếu đây? chỉ sợ Kim Ô Vương chiếm hữu ưu thế. Có người nhìn kỹ Kim Ô Vương, lầm bầm nói ra, dù sao Thái Dương Tông là tiên thể truyền thừa, sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã, huống chi, Kim Ô Vương là mỹ linh xuất thân, bất luận là thể chất hay là mệnh hồn đều chiếm hữu tiên thiên ưu thế. Không ít người cũng cảm thấy lời này có lý, dù sao Kim Ô Vương có được đại lượng bảo vật, xuất thân từ danh môn đại giáo, cái này chú định để Kim Ô Vương có được lấy người khác không thể với tới ưu thế. Keng keng keng. lúc này kim ô vương trong tay rủ xuống một sợi dây xích xích sắt mang theo xích hồng quang mang dạng này lấp lóe quang mang làm cho lòng người bên trong phát lạnh tự như là ánh sáng nóng bỏng gai nhọn nhập người cốt tủy kim ô vương hai tay cầm lấy lấy xích sắt lạnh lùng nhìn lấy lý thất dạ lạnh giọng nói ra là chính ngươi quỳ xuống đến thúc thủ chịu trói hay là bản vương tự mình động thủ xuyên qua ngươi xương tỳ bà giống kéo một đầu chó chết đem ngươi kéo tới Lý thất giả bàn tay chấp nhất vạn lô thần, chỉ là nhếch mí mắt, sau đó lười biến nói ra, hoặc là tới nhận lấy cái chết, hoặc là cút cho ta, đừng quấy rầy ta. Kim ô vương bị lời này tức giận đến run rẩy, Không khỏi vì đó giận dữ, hắn thân là một đời vô thượng vương giả, lại bị một cái nhân tộc tiểu bối như thế quát lên, hắn lệ quát một tiếng, nói ra, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Kim ô vương vừa dứt lời dưới, nghe được, khen, một tiếng vang lên, trong tay hắn xích sắt trong nháy mắt bắn đâm mà ra, như cùng là độc hạt cái đuôi, đâm thẳng hướng lý thất dạ bả vai, muốn đâm xuyên lý thất dạ xương tỳ bà. Ken, một tiếng vang lên, cũng không có trong tưởng tượng như thế, mà là kim ô vương xích sắt một chỗ khác đã rơi vào lý thất dạ trong tay. Quay lại đây, lý thất dạ quát khẽ một tiếng. Một quyển xích sắt vốn là bị giữ tại kim ô vương trong tay một phía này xích sắt vậy mà trong nháy mắt khóa trái ở kim ô vương thủ đoạn bồng một tiếng, kim ô vương thân bất do kỹ, trong nháy mắt bị lý thất giả túng tới. Phanh một tiếng va chạm, kim ô vương thân thể nặng nề mà đụng vào khổng tước thụ bên trên, đâm đến kim ô vương đầy mắt kim tinh. Ách kim ô vương còn không có từ mắt hoa bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, hắn xích sắc đã trong nháy mắt là vòng qua khổng tước thụ, lập tức ghìm chặt cổ của hắn. Không. Kim ô vương muốn gào rít một tiếng, nhưng là, thanh âm còn không có kêu đi ra hắn tứ chi lập tức trung rẩy giữa thạch hỏa điện quan này hắn bị lý thất dạ cuốn trên khổng tước thụ chân mệnh của hắn muốn phá thể mà ra đều không có cơ hội bị dạng này phong tại thể nội theo nhục thân bị ngành sinh sinh ghiềm chết một màn này biến hóa quá nhanh rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng đi quy tướng sắc mặt đại biến quát khẽ một tiếng mang theo sau lưng văn võ đại tướng xoay người bỏ chạy hô một tiếng xích sắc như chân lông đuổi theo quy tướng cùng hắn văn võ đại thần cũng còn chưa kịp chạy trốn tới trong nước, xích sắt lập tức cuốn cuốn lấy cổ của bọn hắn. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng va chạm vang lên, quy tướng cùng tất cả văn võ đại thần đều đâm vào khổng tước thụ bên trên. Không, quy tướng bọn hắn dọa đến hồn cũng phi lên, quát to một tiếng, nhưng mà, thanh âm của bọn hắn cũng còn không có để cho đi ra, đều lập tức bị cuốn trên khổng tước thụ, bị sóng sờ sờ ghim chết. Trong lúc nhất thời, khổng tước thụ bên trên treo kim ô vương, quy tướng bọn hắn vô số cổ thi thể, bất luận là kim ô vương hay là quy tướng bọn hắn, đều là một đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn là chết không nhắm mắt. Kim ô vương cùng quy tướng bọn hắn tới đây. Vốn là vì môn hạ đệ tử báo thù, nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, thù lớn chưa trả, ngược lại là dựng vào chính bọn hắn tính mạng. Kim Ô Vương cùng quy tướng bọn hắn thật sự là đánh giá thấp lý thất dạ thực lực, theo bọn hắn nghĩ một cái yên lặng vô danh nhân tộc tiểu bối coi như thực lực của hắn mạnh hơn nữa cũng chính là phổ thông đại hiền mà thôi căn bản cũng không khả năng cường đại hơn bọn hắn bằng không mà nói đã sớm danh dương thiên hạ nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tại lý thất dạ trong tay ngay cả một chiêu đều không có đón lấy thậm chí là chính bọn hắn ngay cả thế nào chết đều không rõ ràng bị chết mười phần oan khuất nhìn lấy khổng tước thụ treo vô số cổ thi thể, có người không khỏi vì đó rung mình, trong nội tâm run rẩy, bọn hắn cũng không khỏi đánh run một cái. Chương 1216, Quảng Hải Tộc Trưởng Nhìn lấy khổng tước thụ treo vô số cổ thi thể, có người không khỏi rùng mình một cái, lầm bầm nói ra, đây cũng là một vị tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế đi, lại là một vị cùng trầm hải thần vương, thất hải nữ võ thần, tốc đạo thiên thần và hải thiên tử sánh vai vô địch thiên tài sao? trầm hải thần vương, thất hải nữ võ thần, tốc đạo thiên thần và hải thiên tử chính là đương kim thiên linh giới cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi, bốn người bọn họ bị người cho rằng là thiên linh giới nhất có cơ hội trở thành tiên đế. có phải hay không cùng tốc đạo thiên thần bọn hắn sánh vai? đây là không được biết, nhưng là bằng vào ta ý kiến chỉ sợ hắn có thể cùng Lâm Đạo trưởng, Thái Dương Vương sánh vai. Một vị khác đại nhân vật nhìn lấy Lý Thất già dạ suy đoán nói, Thái Dương Vương cùng Lâm Đạo trưởng cũng giống vậy là đương kim Bích Dương Hải Kiệt xuất nhất cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi, chỉ bất quá hai người bọn họ cùng Thất Hải nữ võ thần, Tóc Đạo Thiên Thần cùng so sánh vẫn là có khoảng cách nhất định. Lúc này Lý Thất già dạ yên nguyên chấp chưởng lấy vạn lô thần, lười biến nhìn rất nhiều người một chút, nhàn nhã nói ra có nhận biết Tỳ Trần Dương cùng Thái Dương Tông người có thể chuyển cáo một chút, người là ta giết, có bản lĩnh liền đến Khổng Tước Địa tìm ta tính sổ, đừng có lại trứng làm thứ hèn nhát. Tại Khổng Tước Địa bên ngoài, chạy tới người là càng ngày càng nhiều, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới những người này, hắn tiếp tục chưởng lô, lấy lô hỏa che mất Khổng Tước Địa cùng Hải Dương. Hiện tại đối với Lý Thất Dạ mà nói, chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chỉ cần gió đông đến hắn liền có thể vì khổng tước thụ tục thọ. Cuối cùng, theo lý thất giả dạ luyện hóa, hắn lô hỏa chậm rãi dung nhập khổng tước địa, dung nhập vào nước biển, tất cả lô hỏa đều biến mất không gặp. Đem lô hỏa dung nhập hải dương đại địa bên trong về sau, lý thất giả dạ thu hồi vạn lô thần, ngồi ở khổng tước thụ phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng yên chờ đợi. Nhìn lấy lý thất giả dạ lặng lặng mà ngồi tại khổng tước thụ phía dưới, không có chút nào rời đi ý tứ, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên. Thật là lớn mật. Như thế cùng Tỷ Trần Dương, Thái Dương Tông là địch, lại còn dám chờ lấy địch nhân tới cửa, đây là bực nào lực lượng. Đây là bực nào dũng khí. Trên thực tế, rất nhiều người đều nhìn không thấu trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này, đồng thời cùng Tỷ Trần Dương, Thái Dương Tông là địch, vẫn là bình chân như vậy, vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cái này bất luận là tại ai trong mắt đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Dám đồng thời cùng tỷ Trần Dương, Thái Dương Tông là địch, hoặc là chính mình là cường hoành đến rối tinh rối mù. Hoặc là liền là xuất thân cường đại đến vô địch cấp độ. Nhưng là, thiên linh giới, mạnh nhất nhân tộc truyền thừa cũng là Cẩm Tú Cốc. Nhưng là, Cẩm Tú Cốc không có khả năng cùng tỷ Trần Dương, Thái Dương Tông là địch, cái này để rất nhiều người hiếu kỳ trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này là lai lịch gì xuất thân. Nghe nói Thái Dương Tông cùng tỷ Trần Dương đã chuẩn bị làm một vố lớn, tuyệt đối sẽ không tha thứ cái này lý thất dạ. Có tin tức linh thông người biết được tin tức, cùng người bên cạnh thấp giọng nghị luận nói. Đối với dạng này tin tức, rất nhiều người đều không vì chi kỳ quái, môn hạ đệ tử bị giết, lại bị lý thất dạ như thế khiêu khích cùng nhục nhã, tỷ Trần Dương cùng Thái Dương Tông tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí này chỉ bất quá. Rất nhiều người hiếu kỳ sự tình, lần này tỷ Trần Dương cùng Thái Dương Tông đến tột cùng sẽ vận dụng dạng gì đòn sát thủ đây? Hoặc là Thái Dương Vương cùng lâm đạo trưởng tự mình xuất thủ? Bất quá, rất nhiều người đều không đợi đến tỷ Trần Dương cùng Thái Dương Tông ra tay với Lý Thất Dạ. Liền đã có người tìm đến Lý Thất Dạ phiền toái. Nhân tộc Tiểu Nhi, trả con ta tính mệnh đến. Một tiếng trống to vang dội thiên địa, một tiếng này rống to tự như là tới từ đáy biển gào thét, chấn động đến biến cả cũng vì đó lay động. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngay lúc này, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn sóng lớn từ phía trên bên cạnh sông ra, tự như vạn mã bôn đằng, thanh thế cực kỳ to lớn, có thể rung chuyển biến cả. Ao ao xoạt, lúc này từng đầu cá lớn nhảy ra mặt nước, lớn bao nhiêu cá là cầm đao nắm xiên, bộ dáng hung ác, diện mục dữ tợn dạng này ngàn vạn đầu cá lớn nhảy ra mặt nước cảnh tượng, tự như là ngàn đầu ác long nước chảy, mười phần hung mảnh. Ngoài trừ từng đầu từng đầu này hung ngư nhảy ra mặt nước bên ngoài, còn có rất nhiều thân cá đầu người hoặc là toàn thân đã hóa thành hình người cường giả lướt sóng mà đến. Khí thế hung hung, tự như là muốn xé trách bất luận cái gì ngăn trở bọn họ nói đường người. Quảng hải ngư nhìn thấy từ phía trên bên cạnh mà đến tất cả hung ngư, có người nghẹn ngào hét lớn nhìn thấy nhiều như vậy quảng hải ngư rất nhiều người đều sắc mặt đại biến chờ đợi trên mặt biển đông đảo tu sĩ cường giả đại giáo cương quốc đều nhao nhao rút lui đều nhao nhao cho cái này hàng ngàn hàng vạn quảng hải ngư nhường đường tại nhiều như vậy quảng hải ngư trước mặt không người nào dám cản đường bọn hắn nếu không một khi chọc giận quảng hải ngư chỉ sợ là sẽ bị đáng sợ bầy cá trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh ngay cả không còn sót cả xương tất cả mọi người nhao nhao lui lại thậm chí là thối lui ra khỏi lý thất dạ trước đó vẽ hạ cái kia vòng tròn nhường ra vị trí của mình mặc cho quảng hải ngư vọt vào quảng hải ngư hung tàn thiên hạ thế nhân đều có chỗ nghe nói ai cũng không nguyện ý trở thành quảng hải ngư mỹ vị huống chi trước mắt là một đám vô cùng phẫn nộ quảng hải ngư trong nháy mắt thiên quân vạn mã quảng hải ngư đem khổng tước địa vây lại toàn bộ vùng biến đều bị quảng hải ngư chiếm đoạt bọn hắn tựa hồ là muốn ngăn chặn tất cả đường lui không cho lý thất giả bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Theo một trận soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp là bọt nước phóng lên tận trời, nâng từng nhánh cường đại đội ngũ, từng nhánh đội ngũ so trong nước biển hàng ngàn hàng vạn quảng hải ngư còn cường đại hơn, những này bị bọt nước nâng quảng hải ngư, không phải hóa thành hình người, liền đã có được thân người một bộ phận. Tại phía trước nhất bọt nước nâng lấy người là một vị lão giả, vị lão giả này đầu đội vương miệng, người mặc long bào, một đôi mắt lộ ra đáng sợ hung quang, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn là một cái hung tàn nhân vật. Quảng hải tộc trưởng nhìn thấy cái này bị bọt nước nâng lấy lão giả. Có người không khỏi thì thào nói. Nhìn trước mắt hàng ngàn hàng vạn quảng hải ngư, không biết bao nhiêu người vì đó ngừng thở, cũng có người ước chừng một chút, trước mắt vây quanh khổng tước địa quảng hải ngư, chỉ sợ có hơn triệu. Lúc này, quảng hải tộc trưởng ánh mắt rơi vào lý thất dạ trên người, hắn lộ ra đáng sợ hung quang, cái kia hai mắt lộ ra ngoài hung quang, thật giống như là muốn đem người ăn sống nuốt tươi. rất nhiều người một khi bị hắn hung quang để mắt tới, đều sẽ hai chân như nhũng ra. giờ này khắc này, đông đảo tu sĩ lui đến xa xa, tại an toàn nhất phạm vi bên trong quan sát. nghe qua lý thất giả dạ sự tích người đều biết, lý thất già dạ tại thiển hải thang đã từng ăn qua gân rồng, thậm chí là đem quản hải thái tử đầu hái xuống. hôm nay quản hải tộc trưởng dẫn đầu quản hải ngư tìm đến lý thất già dạ tính sổ vậy cũng chẳng có gì là sự tình. Quảng hải tộc trưởng tự thân xuất mã, đây là không chết không thôi tiết tấu nha. Nhìn trước mắt dạng này một màn, có người không khỏi thì thào nói. Có thế không không chết không thôi sao? Có từng đi qua tàn phá mị cảnh tu sĩ nói ra, lý thất già dạ trước mặt người trong thiên hạ ăn gân rồng thì cũng thôi đi, hắn còn tưởng là lấy người mặt chặt quảng hải thái tử đâu. Dùng học sắp xếp gọn đưa cho Quản hải tộc thù này đã là không đội trời chung nháo đến trình độ này chỉ sợ không phải lý thất giả chết liền là quảng hải ngư diệt đối với dạng này rất nhiều người đều vì đó tán đồng quảng hải ngư luôn luôn đều hung tàn mà lại thường là ông làm một đoàn lý thất giả giết quảng hải thái tử quảng hải tộc hẳn là cùng hắn chiến đấu tới cùng lấy quảng hải ngư hung tàn cá tính đến cuối cùng không phải lý thất giả chết liền là quảng hải ngư vong sâu như vậy thù đại hận chỉ sợ bất kể là ai đều che chở không được lý thất dạ một khi đối địch với quảng hải ngư chỉ sợ là một đường đi đến đen cuối cùng chỉ sợ là chỉ có một con đường chết nhìn lấy trăm vạn quảng hải ngư vây quanh vùng biển này có người không khỏi thì thào nói bao nhiêu năm rồi bao nhiêu người đã từng đối địch với quảng hải ngư thậm chí có người tiến đánh đến quảng hải ngư hang ổ đem quảng hải ngư hang ổ một hơi bưng nhưng là mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào cường đại cỡ nào truyền thừa cuối cùng đều không có thể đem Quảng Hải Ngư diệt đi, thậm chí đến hậu đại, Quảng Hải Ngư lần nữa sinh sôi cường đại về sau phản công địch nhân. Ngược lại là đem địch nhân hậu đại diệt. Nhân tộc Tiểu Nhi, là chính ngươi quỳ tới nhận lấy cái chết đâu, hay là bản tọa tự tay bắt sống ngươi? Lúc này, Quảng Hải tộc trưởng cắn răng nghiến lời nói ra, nếu là ngươi chính mình quỳ tới nhận lấy cái chết, bản tọa đem ngươi sống sờ sờ tra tấn về sau lại giết ngươi, nếu là bản tọa tự tay bắt sống ngươi, đến lúc đó không chỉ là muốn ngươi sống không bằng chết càng là đồ diệt ngươi thập tộc mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân mặc kệ ngươi là lai lịch gì ta quản hải tộc đều sẽ truy sát đến các ngươi chân trời góc biển giết sạch ngươi tất cả tộc nhân giết sạch tất cả cùng ngươi có liên quan người quản hải tộc trưởng lời nói để rất nhiều người run rẩy một chút mọi người đều biết quản hải ngươi là răng thử tất báo một khi cùng bọn hắn kết thù liền là không chết không thôi bọn hắn là làm được làm được hung ngư. Lúc này, Lý Thất Dạ từ khổng tước thụ hạ đứng lên, lười biến nhìn đông nghịch biến cả Quảng Hải Ngư, hắn không khỏi nở nụ cười, nói ra, Quảng Hải Ngư. Chẳng qua là một đám sâu kiến mà thôi, một mực đem chính mình thổi đến vên váo hống trời, đến cuối cùng, cũng chính là lớn mạnh sợ mềm nhân vật mà thôi. Ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi quảng hải ngư dựa vào người đông thế mạnh liền thật dọa đến vô địch chân chính. Lý thất giả không khỏi cười nói ra, đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu vị tiên đế, có bao nhiêu vị hải thần, có bao nhiêu vị thụ tổ, bọn hắn muốn lấy gân rồng, liền là tiện tay một lấy, chọn nhất béo khỏe quảng hải ngư, phá vẫy cá, gọt lát cá, lấy gân rồng, ăn gân rồng về sau, một ván nửa đồ biển, ăn uống no đủ về sau, lại uống một quảng xương cá canh, đây là cỡ nào mỹ vị, cỡ nào hài lòng sự tình. Đáng tiếc, rõ ràng bị tiên đế, hải thần ăn gân rồng nấu canh cá, các ngươi quản hải ngư nhưng lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, coi như không nhìn thấy, chỉ có gặp nhỏ yếu môn phái, các ngươi quản hải ngư mới phách lối đến không ai bị nổi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Chương 1217, một đồ trăm vạn. Nhìn đến đây, Lý Thất Dạ đối xử lạnh nhạt nhìn một chút quản hải tộc trưởng, nở nụ cười, nói ra, một đám nhuyễn đảng mà thôi, mỗi ngày đang nổ chính mình là cỡ nào hung ác, cỡ nào hoành hành bá đạo, đi đến cuối cùng, còn không phải một đám rùa đen rút đâu. Lý thất giả cái này một tịch miệt thì quảng hải ngư, nghe được vùng biển này tất cả mọi người không khỏi vì đó há hốc mồm. Bất quá, cũng không ít trong lòng người âm thầm lớn tiếng khen hay một tiếng đặc biệt là một chút đã từng nhận qua quảng hải ngư hiếp đáp tu sĩ hoặc môn phái truyền thường nghe được lý thất dạ dạng này một tịch miệt thì quảng hải ngư. Trong nội tâm đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt thống khoái, có thể nói, lý thất dạ cái này một tịch miệt thì lại nói ra tiếng lòng của bọn họ. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết, quảng hải ngư hung tàn là nhìn đối tượng, cũng không phải là nói, quảng hải ngư đối với bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái nào đều là như thế hung tàng, nói thí dụ như, giống hoàng kim tự, vô cấu tam tông, cổ thuần tứ mạch dạng này cự vô phách, quảng hải ngư là sẽ không đi trêu chọc, bằng không mà nói, quảng hải ngư đã sớm không biết bị những này cự vô phách tiên đế, thụ tổ, hải yêu đồ diệt bao nhiêu lần. Mà một chút thực lực không đủ môn phái truyền thừa kiên kỵ tại quảng hải ngư người đông thế mạnh, giết chi không dứt, cho nên thường thường tại quảng hải ngư trong tay bị thiệt lớn lại không dám tiếng hừ lạnh. Đúng đấy, hư truyền ngôn nói năm đó cổ thuần tứ mạch đại thành tiên thể liền là đặc biệt thích ăn gân rồng, liền không có nghe nói qua quảng hải ngư đánh cổ thuần tứ mạch báo thù. Có đối quảng hải ngư bất mãn tu sĩ cũng nhìn không được lãi nhãi nói. Cái này dọa đến vị này tu sĩ trưởng bối lập tức bưng kín miệng của hắn, cho hắn một cái bàn tay, thấp giọng quát lên nói, ngươi chán sống. Coi như chính ngươi sống được không kiên nhẫn, cũng không cần liên lụy tông môn. Lý thất dạ dạng này một lời nói đem quảng hải tộc trưởng mặt mo tức thành màu gan heo, hắn bị tức đến lồng ngực đều phải nổ tung. Bị tức đến run rẩy. Về phần ở đây trăm vạn quảng hải ngư, càng là hai mắt phun ra lửa giận, vô số vô cùng phẫn nộ ánh mắt căm tức nhìn lý thất dạ. Nếu như ánh mắt đều có thể giết chết người, như vậy lý thất dạ không biết là chết thảm bao nhiêu lần. Tộc trưởng Để cho chúng ta đem tiểu súc sinh này từng tất từng tất xé nát, để trăm vạn huynh đệ đều ăn thịt của hắn. Uống máu của hắn, nhai xương cốt của hắn. Có quản hải ngư tức giận cùng hống nói. Đúng, để cho chúng ta ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, nhai xương cốt của hắn. Trong lúc nhất thời, trăm vạn quản hải ngư tức giận cùng hống nói. Vô cùng phẫn nộ tiếng gầm vọt lên bầu trời, rung động biến cả. Cảm nhận được trăm vạn quản hải ngư phẫn nộ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cũng không khỏi vì đó hải nhiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, quản hải ngư hung ác, bọn hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức. Ăn của ta thịt, uống máu của ta, nhai xương cốt của ta. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, chỉ bằng các ngươi này một đám nhuyễn đảng. Đừng bảo là các ngươi trăm vạn đại quân, coi như các ngươi thiên linh giới tất cả quản hải ngư tới nơi này, không tính các ngươi ức vạn quản hải ngư tới tìm ta báo thù. Ta lý thất dạ đều không đem các ngươi để ở trong mắt. Như thế trực tiếp khiêu khích trăm vạn quản hải ngư. Cái này khiến mọi người nhao nhao nhìn nhau một chút, không nói trước mắt có trăm vạn quản hải ngư, ở chỗ này quản hải ngư nguyên lão cấp bậc nhân vật liền hơn 10 vị, bao quát quản hải tộc trưởng ở bên trong. Quản hải ngư ở đây liền có hơn 10 vị đại hiền, chớ nói chi là còn có trăm vạn đại quân ở đây. Tiểu Súc Sinh, hôm nay bản tọa liền để ngươi sống không bằng chết, hôm nay ta quản hải tộc muốn đập nát xương cốt của ngươi. Hút khô ngươi cốt tủy. Quản hải tộc trưởng trống to một tiếng nói, các con, uống sạch máu của hắn. Nhai nát xương cốt của hắn. Giết, trong lúc nhất thời, trăm vạn quản hải ngư đều phẫn nộ. Cuồng hống một tiếng, như kinh đào hải lãng phóng tới khổng tước địa, bọn hắn bản thân liền là kinh đào hải lãng, ngư lãng cao cao vang lên, đập thẳng hướng khổng tước địa. Tự như muốn đem khổng tước địa đập nát đối mặt trăm vạn đại quân quảng hải ngư đánh thẳng tới lý thất dạ chỉ là nở nụ cười vạn lô thần nơi tay ông một tiếng vạn lô thần tế ra nghe được ông một tiếng pháp tắc hiển hiện, soạt 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 ngay giữa thạch hỏa điện quan này rộng lớn biến cả trong nháy mắt là cuốn lên đóa đóa bọc nước bọc nước tự như là từng cái bàn tay lập tức bắt lấy trùng sát mà đến quảng hải ngư trăm vạn quảng hải ngư coi như là quảng hải tộc trưởng bọn hắn không thể ngoại lệ Đều như thế bị cái này từ bọc nước hóa thành bàn tay bắt lấy Mở trăm vạn quảng hải ngư không khỏi vì thế mà kinh ngạc Bọn hắn đều nhao nhao xuất thủ Chém về phía cái này bắt lấy chính mình bọc nước Nhưng mà cái này vô số bọc nước sớm đã bị Lý Thất Dạ luyện thành cùng đại địa đại dương mênh mông làm một thể Chỉ là quảng hải ngư lại thế nào khả năng chém chết Trễ nhìn lấy cái này trăm vạn quảng hải ngư Lý Thất Dạ ôn nhu cười một chút Nghe được bồng một tiếng vang lên tại phiến thiên địa này ở giữa đột nhiên toát ra lô hỏa, những này lô hỏa hóa thành từng cái đại thủ, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bắt lấy quảng hải ngư đầu. À, trong lúc nhất thời, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang dội phiến thiên địa này, vô số tiếng kêu thảm thiết đang vào một chỗ, khiến cho vùng biển này hóa thành đáng sợ luyện ngục, chập trùng không ngừng kêu thảm lên nhau nhau truyền đến thời điểm để bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình chỗ thân tại đáng sợ trong địa ngục. Nghe được, phốc, phốc thanh âm vang lên, tại bọt nước bàn tay cùng lô hỏa đại thủ nhổ kéo phía dưới, từng đầu quảng hải ngư chính là đầu cùng thân thể tách rời, thậm chí đầu liên tiếp xương sống lưng từ trong thân thể bị rút ra, toàn bộ trang diện cực kỳ rung động. Cực kỳ khủng bố. Không quản hải tộc trưởng cùng hống một tiếng, thân thể của hắn bị kéo đến thật dài đến, hắn muốn trác tránh thoát ly bọt nước bàn tay cùng lô hỏa đại thủ, nhưng là, quản chi là đại hiền hắn y nguyên không thể thành công. Cuối cùng, quản hải ngư tộc trưởng ta, một tiếng hét thảm, hắn cũng vô pháp đào thoát bị rút ra đầu vận mệnh, quản hải tộc trưởng đầu mang theo xương sống lưng từ trong thân thể rút ra. Như thế sinh mệnh, như vậy lãng phí, đó thật là đáng tiếc. Lý thất dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nghe được bồng một tiếng, lô hỏa lưu chuyển. Bọc nước hóa thành lô hỏa, trong nháy mắt đem trăm vạn quản hải ngư thân thể luyện hóa, thân thể hôi phi yên diệt, huyết khí trong nháy mắt bị rèn luyện, lập tức bị hút vào vạn lô thần bên trong. Lúc này, bầu trời rủ xuống lô hỏa chính là hóa thành từng đầu như là xích sắc xích hồng pháp tắc, đem từng cái từng cái đầu cá treo ở trên bầu trời. Một màn trước mắt, không biết dùng hùng vĩ, hay là kinh khủng để hình dung tốt, từng cái từng cái đầu cá liên tiếp xương sóng lưng, bị treo ở trên bầu trời, không chỉ là hùng vĩ, càng làm cho người thấy rùng mình. Mẹ, khủng bố như thế một màn. Rốt cục để cho người ta thấy không chịu nổi, há miệng liền ói ra, bị dọa đến nôn lên tu sĩ xa không chỉ một cái. đối với tu sĩ tới nói, đều là thường thấy sinh tử, nhưng là một hơi đồ sát trăm vạn, cái này thật sự là quá hiếm thấy. huống chi trước mắt là trăm vạn đầu cá treo ở trên bầu trời, đây là cỡ nào rung động, chỉ sợ tất cả mọi người cả một đời đều không có gặp qua như thế rung động một màn. bảy rập nhìn thấy trước mắt khủng bố như thế như thế rung động một màn, không ít người đều hải nhiên, sắc mặt vì đó trắng bệt. Tại thời khắc này mọi người mới hiểu được. Phiến thiên địa này sớm đã bị bậy ra đáng sợ bẫy rập. Vào lúc này giờ phút này, tất cả mọi người mới nhao nhao minh bạch vì cái gì trước đó Lý Thất Giả dạ cảnh cáo tất cả mọi người đứng tại hắn vẽ vòng tròn bên ngoài, nguyên lai hắn đã là nhắc nhở tất cả mọi người, để miễn cho tai bay và gió. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Giả dạ có không thể cho ai biết mục đích, hiện tại mới hiểu được nguyên lai Lý Thất Giả dạ cử động lần này chính là một mảnh hảo tâm nhìn trước mắt dạng này một màn, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, rất nhiều người đều không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như không phải là bởi vì trăm vạn quảng hải ngư đến, bọn hắn mới rời khỏi vòng tròn, chỉ sợ bọn họ hạ tràng cũng sẽ giống trước mắt trăm vạn quảng hải ngư. Cái này chỉ sợ là một cái đại trận, thiên địa hợp nhất, dạng này đại trận chỉ sợ là uy lực vô tận, bố thành dạng này đại trận chỉ sợ không phải một ngày chi công có thế hệ trước đại nhân vật nhìn lấy ngay cả quảng hải tộc trưởng cũng khó khăn trốn một kiếp liền minh bạch cái bẫy này uy lực là cường đại cỡ nào lý thất giả dạ bình chân như vậy ánh mắt quét qua chậm rãi nói ra đi nói cho quảng hải ngư ta ngay tại cái này khổng tước địa chờ lấy bọn hắn đến nếu như bọn hắn muốn báo thù cứ việc phóng ngựa tới nếu không liền là thứ hèn nhát về sau liền cho ta ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đừng lại thiên linh giới lộ mặt Nghe được như thế tuyên chiến, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi nhảy một cái, Lý Thất Dạ ở chỗ này bày xuống đại trận, chờ lấy Quản Hải ngư đến. Nhân tộc cũng nên rời đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua có một ít tu sĩ nhân tộc, lạnh lùng nói: "Lưu tại nơi này tu sĩ nhân tộc trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh." Có một ít tu sĩ nhân tộc lập tức rời đi, nhưng là có một ít tu sĩ nhưng lưu lại đến bọn hắn muốn nhìn một chút trận sóng gió này sẽ như thế nào kết thúc lý thất giả cử động lần này lập tức truyền khắp bích dương hải nghe được lý thất giả như thế lừa giết trăm vạn quản hải ngư rất nhiều người đều không khỏi mí mắt nhảy một cái kẻ này tâm ngoan thủ lạc âm mưu quỷ kế rất nhiều vậy mà lại như thế lừa giết trăm vạn quản hải ngư có trưởng môn nghe được tin tức như vậy về sau không khỏi trong nội tâm run rẩy thì thào nói đại chiến muốn tới Quảng Hải Ngư tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Cũng có thụ tộc đại nhân vật nghe được tin tức như vậy về sau, không khỏi thì thào nói. Nào chỉ là Quảng Hải Ngư sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, Thái Dương Tông, Tỷ Trần Dương cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nếu không, về sau thiên linh giới không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Có lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bích dương hải đều trở nên yên tĩnh, trong lúc nhất thời, vô số người mong mỏi cùng trong mong, đều đưa ánh mắt rơi vào khổng tước địa, nhưng là, lần này mọi người chỗ chú ý không phải khổng tước thụ, mà là lý thất dạ. Tất cả mọi người minh bạch. Đối mặt lý thất dạ như thế tuyên chiến, Quảng Hải Ngư, Tỷ Trần Dương, Thái Dương Tông chỉ có hai lựa chọn, một liền là ứng chiến, hai liền là né qua lý thất dạ bẫy rập, về sau lại tìm cơ hội chém giết lý thất dạ. Nhưng là, nếu như không ứng chiến, đây đối với Quảng Hải Ngư, Trần Dương, Thái Dương Tông tới nói, bọn hắn tôn uy lại nhận tổn thương cực lớn, bọn hắn tổ tiên lập hạ uy danh sẽ bị trong vòng một đêm đánh nát. Ngay cả một cái nhân tộc tiểu tử tuyên chiến cũng không dám đi ứng chiến, sao là trấn thủ chính mình cương thổ lĩnh vực. Bị đồ trăm vạn tử đệ đề đều có thể nhẫn thanh thôn khí. Như vậy, về sau nhiều người hơn không sợ quản hải ngư. Chương 1218, trăm vạn đế quốc tuyên chiến. Đón lấy mấy ngày qua, toàn bộ Bích Dương Hải cũng vì đó yên tĩnh, Quảng Hải Ngư cũng lặng yên im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, trải qua sóng gió đại nhân vật rõ ràng là ngửi được không đồng dạng khí tức, lầm bầm nói ra, trước cơn bão tố yên tĩnh, mưa to gió lớn muốn tới, hư chết vào tay ai, chỉ sợ là cũng chưa biết. Lý thất Già thả ra lời nói, hướng Quảng Hải Ngư tuyên chiến, tất cả mọi người minh bạch, lý thất dạ đây là đào sông hố chờ lấy quảng hải ngư nhảy vào đi, hiện tại, cũng không biết quảng hải ngư có thể hay không nhảy vào trong cái hố to này. Đón lấy mấy ngày qua, quảng hải ngư hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, ngay lúc này, tất cả mọi người coi là quảng hải ngư nhận sợ. Họ lý nghe, ta giả dạ tinh quốc ứng chiến, vì chết đi trăm vạn huynh để báo thù, giả dạ tinh quốc không chỉ là muốn đem ngươi chém giết, càng là muốn đồ diệt ngươi thập tộc rốt cục có quảng hải ngư một cái cương quốc lên tiếng ứng chiến quảng hải ngư dạ tinh quốc hoàng đế thả ra ngoan thoại núi đao biển lửa cũng cản không được ta thạch vân thành báo thù cho huynh để quyết tâm tất đồ lý thất dạ tại cùng một ngày quảng hải ngư một cái khác cường thế truyền thừa hướng lý thất dạ tuyên chiến không đồ lý thất dạ thập tộc đông uông quốc tám trăm vạn hùng sư thề không chuyển sư hồi triều tiếp theo quảng hải ngư một cái đế quốc đồng thời hướng lý thất dạ tuyên chiến giết tộc nhân ta người xa đâu cũng giết ta thụy hải cương quốc muốn lấy họ lý đầu đến tế huynh đệ đã chết trong lúc nhất thời ngũ hồ tứ hải quảng hải ngư đều nhao nhao ứng chiến đều thề muốn chém giết lý thất dạ trong vòng một ngày ngắn ngủi quảng hải ngư tiếng gào thét vang dội ung dương đại hải làm từng cái từng cái đế quốc từng cái từng cái truyền thừa hướng lý thất dạ tuyên chiến thời điểm rất nhiều tu sĩ rất nhiều môn phái truyền thừa cũng không khỏi vì đó hải hùng khiếp vía Trước đó, Quảng Hải Ngư một mực danh xưng có được trăm vạn đế quốc. Mặc dù mọi người biết rõ đây là khoác lát thuyết pháp, nhưng là hôm nay thấy được từng cái từng cái Quảng Hải Ngư cương quốc cùng truyền thừa hướng lý thất giả tuyên chiến, mọi người cũng lần nữa ý thức được Quảng Hải Ngư cường đại, lần nữa ý thức được Quảng Hải Ngư cá nhiều thế chúng. Phía trước mấy ngày Quảng Hải Ngư hoàn toàn yên tĩnh, trong một đêm tất cả Quảng Hải Ngư cương quốc truyền thừa đều nhau nhau hướng lý thất giả tuyên chiến cái này lập tức để cho người ta ý thức được cái gì. Rất tốt, có bản lĩnh phóng ngựa tới, ta lý thất dạ đồ đau hắc hắc. Ngươi đến một ngàn vạn, ta đồ ngươi một ngàn vạn, ngươi đến ức vạn, ta làm theo việc các ngươi một trăm ức. Còn có tỷ trần dương, thái dương tông, các ngươi cũng đừng che giấu, ta đồ đau đã là nhìn không thể gấp, đã là vạn phần, chờ lấy ăn chán chơi máu tươi của các ngươi. Đối mặt quảng hải ngư ứng chiến, Lý Thất Dạ cũng là mười phần bá khí thả ra ngoan thoại. Bất diệt Thất Dạ tiểu nhi, Tỷ Trần Dương thề không chuyển sư hồi triều. Đối mặt Lý Thất Dạ tuyên chiến, Tỷ Trần Dương cũng không khách khí chút nào đáp lại. Một cái nhân tộc tiểu nhi, coi như người bố trí xuống núi đao biển lửa, coi như người bố trí xuống tuyệt thế đại trận, ta Thái Dương Tông cũng giống vậy sẽ đem ngươi độ diệt, để ngươi hôi phi yên diệt thái dương tông cũng là thả ra lời nói hướng lý thất dạ ứng chiến tính cả chúng ta xà thụ tộc một phần tiếp theo cùng lý thất dạ kết thù xà thụ tộc cũng giống vậy thả ra phong thanh còn có ta sông đồng giáo một cái khác truyền thừa sông đồng giáo giáo chủ cũng thả ra ngoan thoại nói ra chém giết lý thất dạ vì thiên linh giới trừ hại rất tốt a à miêu a à cẩu đều phải xuất thủ đại gia ta không lo nợ nhiều ép thân một đám cháu trai đều phóng ngựa đến đây đi, nhà ngươi đại gia ngay tại khổng tước địa chờ các ngươi. Lý thất giả cười to thanh âm vang vọng uông dương đại hải, vô cùng làm càng, vô cùng cùng vọng. Như thế bá khí, như thế cùng ngạo, lập tức để rất nhiều người đều không khỏi vì đó há hốc mồm. Thân là Nam Nhi, nên như thế. Có người không khỏi lầm bầm nói ra, lấy sức một mình khiêu chiến thiên hạ, coi như là thân tử đạo tiêu, đó cũng là cả đời vô thượng vinh quang rầm 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 ngay tại một ngày này. Sóng lớn ngập trời, đáng sợ sóng lớn vén hướng về phía bầu trời, đập thiên vũ tinh thần, toàn bộ bích dương hải cũng vì đó lay động. Theo từng đợt oanh minh thanh âm vang lên, chân trời trắng giả, ngập trời sóng lớn bị thôi động. Nếu như đứng ở trên vòng trời mà nhìn, tuyệt đối là có thể nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một mạng. Toàn bộ thiên địa lấy khổng tước địa làm trung ương, bốn phương tám hướng có vô số quảng hải ngư mãnh liệt mà tới, từng nhánh hung ngư quân đội mỗi một nhánh quân đội có không đồng dạng biên chế có không đồng dạng đội hình nhưng là tất cả quảng hải ngư quân đội đều hướng khổng tước địa trào lên mà đi vào hôm nay quảng hải ngư trăm vạn đế quốc đồng thời cử binh tức vạn ngư quân lao tới khổng tước địa toàn bộ tràn diện hùng vĩ đến rung động lòng người bất luận là trên trời hay là trong nước đều là quảng hải ngư ánh mắt chiếu tới lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối cùng ánh mắt chiếu tới địa phương đều bị quản hải ngư đông nghiệp, vào lúc này giờ phút này, quản hải ngư ở khắp mọi nơi, không đâu không có. Quản hải ngư nhiều, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trăm vạn đế quốc quản hải ngư từ ngũ hồ tứ hải lao tới mà đến, tại khổng tước địa ngoài trăm vạn dặm vùng biến bắt đầu rót thành cuồn cuộn vô cùng đại quân. Má ơi, thiên hạ quản hải ngư đều dốc toàn bộ lực lượng. Đội hình như vậy dọa đến vô số người đều té cứt té đái, lúc này, rất nhiều vốn là vì đoạt bảo mà đến tu sĩ cường giả nơi nào còn dám tại tiếp tục lưu lại, xoay người bỏ chạy, rời đi dạng này nơi thì phi. Nhân tộc đáng chết. Làm quản hải ngư hội tụ về sau, một chút đến khổng tước địa tu sĩ nhân tộc vốn là muốn chạy trốn, nhưng là khổng tước địa trăm vạn dặm bên ngoài tất cả vùng biến không phận đều bị quản hải ngư chỗ phong, những này đào tẩu tu sĩ nhân tộc trong nháy mắt nhận lấy quản hải ngư công kích coi như những này nhân tộc tu sĩ thực lực không yếu, đó cũng là khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn đối mặt là ức vạn quảng hải ngư, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này nhân tộc tu sĩ trong nháy mắt bị quảng hải ngư chia ăn, ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Những tu sĩ này tại trước khi chết liền mười phần hối hận, sớm biết nên nghe theo lý thất dạ, sớm ngày rời đi đây không phải là là chi địa, cũng sẽ không đưa tới hòa sát thân, sẽ không như thế chết không có chỗ chôn mở thiên kính phát sinh chuyện lớn như thế ức vạn quảng hải ngư phong khổng tước địa trăm vạn dặm thiên địa cái này khiến bích dương hải rất nhiều môn phái truyền thừa cũng không khỏi nghe đến đã biến sắc tại dạng này thế cục phía dưới không có mấy người dám tự thân tới chiến trận trừ phi là chí cường giả đông đảo truyền thừa lại không nguyện ý bỏ lỡ đều nhao nhao không tiếc hao tổn tin bích mở ra thiên kính thăm dò trận này tuyệt thế đại chiến thông qua thiên kính rất mấy môn phái truyền thừa cũng không khỏi ngừng thở nhìn lấy vùng biển này một mạng phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông một mảnh khắp nơi đều là quảng hải ngư vô số đầu cá nhốn nháo vô số ngư quân nắm lấy xiên cá hải kích mười phần hung ác binh khí chỗ lấp lóe hàng quan chiếu sáng toàn bộ vùng biến có điểm nhát gan người nhìn thấy như thế trận chiến chỉ sợ trực tiếp tè ra quần coi như là đại giáo cương quốc trưởng môn hoàng chủ cũng không khỏi vì đó rùng mình ức vạn quảng hải ngư, đây quả thực là có thể xé rách hết thảy, coi như là gặm buồn, đều có thể đem một cái đại giáo cương quốc ăn đến tinh quang, cái này có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào đây? Chọc quảng hải ngư, đây quả thực là chọc tổ ông vò vẽ. Nhìn thấy dạng này một màn, có trưởng môn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vì đó thất thần nói ra. Cũng có hoàng chủ nhìn thấy dạng này một màn, vì đó rùng mình, nói ra, quảng hải ngư chi hung, ai dám chọc, trừ phi là hải thần, thù tổ, tiên đế, nếu không, ai dám đơn độc khiêu chiến toàn bộ quảng hải tộc. Lần này, quảng hải ngư không chỉ là muốn chém giết lý thất dạ vì chết đi quảng hải ngư báo thù, đồng thời, quảng hải ngư cũng là dương diệu binh lực, để người trong thiên hạ biết bọn hắn quảng hải ngư cường đại, biết bọn hắn quảng hải ngư đáng sợ, để người trong thiên hạ đều biết bọn hắn quảng hải ngư là không thể gây, nếu không liền sẽ bị diệt tộc. Có lão tổ nhìn càng thêm sâu xa, chậm rãi nói ra. Trên thực tế, một chút lão tổ thấy rõ ràng, đặc biệt giống hoàng kim tự, vô cấu tam tông dạng này trải qua vô số mưa gió truyền thừa càng thêm có thể thấy rõ trắng. Lý Thất Dạ lần này sở tác sở vi cho Quảng Hải Ngư mang đến rất lớn trùng kích, thậm chí có thể nói đem Quảng Hải Ngư hung danh cùng tôn uy trùng kích đến tận dưới đáy điểm. Đây đã là đem Quảng Hải Ngư hung danh cùng tôn uy dẫm tại dưới chân. Lý Thất Dạ tại trước mặt mọi người ăn gân rồng, đây đã là làm nhục quản hải ngư lại tại khổng tước địa chém giết quản hải ngư địa vị biểu tượng quản hải tộc trưởng tru diệt trăm vạn quản hải ngư đây là rung chuyển quản hải ngư thiên linh giới địa vị nếu như vào hôm nay quản hải ngư không giết lý thất Già, dạ, không lần nữa dựng nên lên bọn hắn quản hải ngư tôn uy cùng hung danh nói không chừng thiên hạ tất cả mọi người cho rằng bọn họ quản hải ngư là dễ khi dễ đến lúc đó không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa muốn chia cắt bọn hắn cương thổ không biết có bao nhiêu người muốn vào ăn gân rồng. Cho nên, lần này Quảng Hải Ngư nhất định phải đoàn kết lại, tụ tập ức vạn ngư quân, cái này không chỉ là muốn chém giết lý thất dạ, cũng là muốn khoe khoang bọn hắn Quảng Hải Ngư vũ lực. Để người trong thiên hạ đều biết, bất luận là lúc nào, bọn hắn Quảng Hải Ngư đều là đoàn kết vô cùng, chỉ cần chọc bọn hắn Quảng Hải Ngư, vậy thì chờ lấy bị diệt tộc đi. Tại trong biển, vô số Quảng Hải quân chen lấn lít nha lít nhít, trên bầu trời, đứng đấy từng cái từng cái đáng sợ cường giả có thể đứng ở trên bầu trời quảng hải ngư toàn bộ đều đã là tu luyện thành hình người những này đứng trên bầu trời quảng hải ngư không phải lão giả mặc áo vàng liền là ăn mặc đế y hoàng đế bọn hắn không phải nguyên lão liền là đế hoàng trong đó không thiếu đại hiền đương nhiên tại nhiều như vậy quảng hải ngư bên trong muốn gặp một tôn thần vương là tương đối khó khăn quảng hải ngư trên tu đạo ở thế yếu đừng bảo là cùng mỹ linh so sánh liền là cùng phổ thông hải yêu so sánh bọn hắn đều chênh lệch rất xa nhưng là bọn hắn cũng may cơ số lớn nhân khẩu đông đảo cho nên quảng hải ngư trở thành đại hiền chân chính cường giả cũng thật là không ít nhưng là quảng hải ngư muốn ra một tôn thần vương vậy liền rất khó khăn mặc dù nói trăm vạn đế quốc tức vạn quảng hải ngư dạng này thuyết pháp đích thật là có chút khoa trương nhưng là không thể phủ nhận Trước mắt tụ tập Quản Hải Ngư thật sự là nhiều lắm, không có cái nào truyền thừa có thế tụ tập nhiều như vậy tử đệ. Dạng này hùng vĩ cũng chỉ có Quản Hải Ngư mới có thể làm đến. Cuối cùng, Quản Hải Ngư trăm vạn đế quốc ngư quân toàn bộ tụ tập, tất cả quân đội đều tụ tập hoàn tất. Ở thời điểm này, ngay cả xa thụ tộc, sông đồng giáo mấy người mười cái môn phái truyền thừa cũng đều tụ tập quân đoàn, cùng Quản Hải Ngư quân kết thành liên minh, hướng khổng tước địa xuất phát. chương 1219, Tức vạn ngư quân tiến công. Rầm rầm rầm, làm ức vạn ngư quân lại một lần nữa hướng khổng tước địa tiến lên thời điểm, hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy là cỡ nào rung động cùng hùng vĩ, riêng là sóng biển đều bị đẩy đến vọt lên bầu trời, lấy không người nào có thể ngăn cản khí thế đẩy hướng khổng tước địa. Ức vạn ngư quân tiến lên, dao động lấy toàn bộ bích dương hải, rung động thiên địa, bất kể là ai nhìn cũng không khỏi vì đó hải nhiên. Cuối cùng, ức vạn ngư quân ngừng, đứng tại lý thất dạ vẽ ngoài vòng tròn, bọn hắn cũng biết trong vòng này bị lý thất dạ bày ra đáng sợ bẫy rập. Chờ lấy bọn hắn rơi vào đây. ức vạn ngư quân sau khi dừng lại, nhìn lấy cái kia trăm vạn bị treo ở trên bầu trời đầu cá, vô số quảng hải ngư là phẫn nộ đến không thể ngăn chặn, mặc kệ là một tên nho nhỏ ngư binh, hay là ngư hoàng, đều hai mắt đỏ bừng, phun ra lửa giận, hận không thể đem lý thất dạ phá tan thành từng mảnh không xé nát họ lý tiểu súc sinh, chúng ta quản hải ngư thề không hồi triều. Có quản hải ngư hoàng nhịn không được gầm thét nói. Không sai, không xé nát họ lý tiểu súc sinh, thề không hồi triều, diệt hắn thập tộc. Tất cả quản hải ngư tức giận cuồng hống. Cuồng hống thanh âm là gào vỡ thiên khung. Mà lý thất dạ vẫn là ngồi ngay ngắn ở khổng tước thủ dưới, lúc này, hắn lười biến đứng lên, nhìn lấy trong biển đến mãi không hết quản hải ngư, không khỏi ông nhu cười một tiếng, nói ra, con người của ta, luôn luôn đều là nhân từ, luôn luôn đều là yêu thích hòa bình, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ quay đầu, cái kia còn tới kịp, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, rụt lại cái đuôi, ngoan ngoãn làm một đầu cá con. Bằng không mà nói, ta giết sạch các ngươi, để cho các ngươi muôn đời thoát thân không được. Lý thất giả nói như vậy càng làm cho vô số quảng hải ngư tức nổ tung, bọn hắn tức giận đến nhìn hầm hầm lý thất dạ, dân trào ra đằng đằng sát khí ánh mắt, đáng sợ như vậy ánh mắt đủ để đem lý thất dạ giết chết trăm ngàn lần. Tiểu súc sinh, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Lúc này, đứng trên không trung một tôn ngư hoàng lạnh lùng nói ra, chúng ta hôm nay không chỉ là muốn giết ngươi. Hơn nữa còn muốn gặm sạch toàn bộ khổng tước địa. Chúng ta sẽ từ từ đối ngươi nghiêm hình tra tấn, cho đến ngươi nói ra lai lịch của ngươi mới thôi, đến lúc đó ta chủ quản hải tộc diệt ngươi thập tộc, để cho các ngươi thập tộc tất cả nam nữ lão ấu đều tại chúng ta quản hải tộc hung uy một trong kêu trên vĩnh thế. Một đám sâu kiến cũng dám nói đồ chân lông. Lý thất dạ nở nụ cười. Nói ra, chỉ bằng các ngươi. Còn chưa đủ tư cách, nhiều người hơn nữa đều không đủ đến lấp ta hố. Thật sao? Tôn này ngư hoàng rét căm căm cười một tiếng, nói ra, tiểu súc sinh, thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, ngươi liền tiếp tục đắc ý đi, sau một khắc, chỉ sợ ngươi muốn cười đều cười không nổi. Không ít truyền thừa thông qua thiên kính chú ý một màn này, nhìn lấy một màn này. Quản chi bọn hắn cách xa ức vạn dặm rộng, tại dạng này trận thế phía dưới, vô số người đều không khỏi vì đó ngừng thở. Chư vị tôn giá, mời ra tay sang bằng đại trận này. Lúc này, tôn này ngư hoàng hướng lên bầu trời hét to một tiếng, mời đến viện binh một tiếng vang lên, ngay lúc này, trên bầu trời giáng xuống một cái đại trận, đây là từ mười mấy cái mỹ linh cường giả tạo thành đại trận, những này mỹ linh cường đại đến vô cùng. Đều là tóc trắng xóa, xem xét liền biết là nguyên lão cấp bậc. Dạng này đại trận hạ xuống, mấy chục người lập tức toàn thân ánh lửa ngút trời. Đáng sợ tinh hỏa pháp tắc trong nháy mắt trấn áp chư thiên thập địa, mười phần đáng sợ. Thái Dương tông thủ tịch nguyên lão, thông qua thiên kính có giáo chủ nhận ra cái này hơn 10 vị lão giả bên trong một cái lão giả, không khỏi nói ra. Bồng, một tiếng vang lên, bầu trời giáng xuống lô hỏa, nước biển dân trào ra bọc nước, lúc này, lý thất giả đại trận trong nháy mắt hướng Thái Dương Tông mấy chục nhóm lão giả công kích, công kích cực kỳ hung mảnh. Mở, chỉ trong nháy mắt. Hơn 10 vị lão giả đồng quát một tiếng, tế ra một con tiên lô. Bọn hắn đại trận nâng đỡ lấy tiên lô, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng thần lô rầm 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 từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt vào giờ phút này cái này tuyệt thế đại trận tiên lô lại là điên cuồng hấp thu lô hỏa vốn là nước biển bọc nước bên trong cũng là dung hợp có lô hỏa lúc này trên trời cùng trong nước biển lô hỏa bị cái này tiên lô hấp thu về sau nước biển bọc nước là ào ào ngã xuống về trong nước biển thái dương lô truyền thuyết là đại thành tiên thể sáng tạo tuyệt thế đại trận Nhìn thấy dạng này đại trận, có hoàng chủ thì thào nói. Có thực lực. Lý thất giả nở nụ cười, hắn vừa rơi xuống thời điểm, nghe được, soạt, thanh âm vang lên, theo một trận, quanh, 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 tiếng vang, trong nước biển vọt lên vô số pháp tắc, vô số pháp tắc trong nháy mắt hóa thành từng đầu to lớn vô cùng xích sắc. Mỗi một đầu xích sắc tựa như là dãy núi to lớn, dạng này từng đầu xích sắc keng keng rung động, muốn khóa lại thái dương lô chớ có làm càng, lúc này hét lớn một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời lại một lần nữa giáng xuống một cái đại trận, đại trận vừa rơi xuống, ken, 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 kiếm minh không ngừng bên tai, trong nháy mắt, từng thanh từng thanh cự kiếm phóng lên tận trời, tự như là từng đóa từng đóa hoa sen nở rộ, mỗi một đóa to lớn hoa sen nở rộ thời điểm, vùng biển này pháp tắc lực lượng liền bị suy yếu rất nhiều. Tỷ pháp kiếm trận thiên kính trước đó. Có người nhận ra trận này, hét lớn, đây là tỷ trần dương trấn giáo đại trận nha không hề nghi ngờ vì diệt trừ lý thất dạ thái dương tông cùng tỷ trần dương đều hạ rất lớn tiền vốn phái ra bản giáo tuyệt thế đại trận không chém giết lý thất dạ tuyệt không bỏ qua trương lão cùng nhau xuất thủ lúc này tỷ pháp kiếm trận bên trong một vị lão giả hét lớn một tiếng ông thoáng chốc ngay giữa thạch hỏa điện quan này thái dương lô cùng tỷ pháp kiếm trận lập tức phát huy đến cực hạn một cái là tiên lô thôn phệ cửu thiên thập địa lô hỏa, một cái là lẫn tránh vạn đạo pháp tắc. Gọt hết tất cả đại đạo pháp tắc lực lượng. Tại như thế hai cái tuyệt thế đại trận phía dưới, rốt cục lý thất dạ bảy rập là băng phân ly tích, lô hỏa bị rút ra, phóng lên tận trời pháp tắc xích sắc bị chém đứt. Quanh một tiếng vang thật lớn, thái dương lô cùng tỷ pháp kiếm trận khuếch trương đến lớn nhất, lấy uy lực lớn nhất trấn áp vùng biển này, nói cách khác, lúc này lý thất dạ còn có thủ đoạn gì nữa còn có cái gì bẫy rập chôn ở vùng biển này bên trong tại dạng này hai cái tuyệt thế đại trận phía dưới đều không thể phát huy ra uy lực tới tiểu súc sinh thủ đoạn của ngươi chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi vì đủ thành đạo chưởng ngự lấy đại trận thái dương lô cùng tỷ pháp kiếm trận trấn áp vùng biển này lý thất dạ rốt cuộc không thủ đoạn xuất ra thái dương tông thủ tịch nguyên lão lạnh lùng nói giết ta tỷ trần dương đệ tử ngươi muôn lần chết không chuột đáng chết tỷ trần dương một vị nguyên lão cũng lạnh lùng nói lúc này hai người bọn họ tuyệt thế đại trận trấn thủ vùng biển này theo bọn hắn nghĩ lý thất dạ cho dù có thủ đoạn khác đều đã lật không nổi bọc nước trong mắt bọn hắn giờ này khắc này lý thất dạ chẳng qua là cái thất gỗ bên trên thịt cá mà thôi lấy sức lực một người rung chuyển một cái truyền thừa chung quy là việc khó nhìn thấy dạng này một màn thiên kính trước đó có người không khỏi thì thào nói tị trần dương thái dương tông quảng hải ngư bọn hắn một khi kết thành liên minh tốt cũng quá đáng sợ không biết có bao nhiêu môn phái muốn kỵ chi ba phần lý thất dạ lần này ngược lại là thúc đẩy chuyện tốt của bọn hắn có hoàng chủ tại thiên kính trước đó cũng không có từ lo lắng nói đáng tiếc đây chính là nhân kiệt nha nhân tộc một đầu hạt giống tốt liền muốn chết thảm cứng quá dễ gãy cái này lý thất dạ là tiền đồ vô lượng. Lại vẫn cứ quá mức phách lối, một hơi tạo nhiều như thế địch nhân, đây là đem chính mình đẩy hướng tử vong nha. Có lão tổ cũng không khỏi vì đó tiếc trẻ nói ra. Tiểu súc sinh, tử kỳ của ngươi đến. Lúc này, quảng hải ngư cũng không khỏi diện mục dữ tận, rộng ngư hoàng hét lớn, các huynh đệ, xông lên khổng tước địa, mặc kệ có cái gì hung hiểm, đều không ngăn cản được bước tiến của chúng ta, chúng ta gặm sạch khổng tước địa, đem tiểu súc sinh phá tan thành từng mảnh. Gặm sạch khổng tước địa, đem tiểu xuất sinh phá tan thành từng mảnh, giết vô số quảng hải ngư cùng hống một tiếng. Tiếng họ giết là rung động đến nỗi ngay cả vì sao trên trời đều lay động. Trong lúc nhất thời, vô số quảng hải ngư phóng tới khổng tước địa, lúc này, mặc kệ lý thất dạ tại khổng tước địa bố trí dạng gì tình hãm, mặc kệ lý thất dạ còn có cái gì dạng thủ đoạn, đều đã không cách nào dao động quảng hải ngư gặm sạch khổng tước địa xé nát lý thất giả dạ quyết tâm. Vô số quảng hải ngư vọt tới, bọn hắn còn xa xa chưa đến khổng tước địa thời điểm, cũng đã là trùng kích đến toàn bộ khổng tước địa lay động. Nhìn lấy dạng này một màn, lý thất dạ không chỉ là không có lộ ra kinh hoảng thất sắc thần thái. Ngược lại là lộ ra tiếu dung, hắn nở nụ cười, nhàn định nói ra, vừa rồi, cái kia bất quá là đùa các ngươi một chút mà thôi, hiện tại mới thật sự là thu hoạch thời điểm. Lý thất giả vừa dứt lời dưới, ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, phía sau hắn khổng tước thụ đột nhiên từng đạo từng đạo thần quang ngút trời, mỗi một đạo thần quang liền là đủ mọi màu sắc. Này từng đạo từng đạo thần quang ngút trời mà lên, chống ra thiên khung, mở ra cửu thiên thập địa, diễn hóa vạn cổ hỗn độn. Đã xảy ra chuyện gì đột nhiên biến dị, rất nhiều người đều không thể kịp phản ứng. Cũng không khỏi giật mình. Tất cả thần quang ngút trời mà lên trên bầu trời hóa thành một cái to lớn cái đuôi lúc này khổng tước thụ biến mất không còn có khổng tước thụ một con to lớn vô cùng khổng tước xuất hiện tại thiên không phía trên con này khổng tước hai cánh gian ra che đậy cửu thiên thập địa lập tức thiên địa không có quan mang chỉ có khổng tước chi quan khổng tước đuôi cánh vẫy xuống ngũ sắc thần quang toàn bộ bích dương hải đều tại cái này ngũ sắc thần quang bao phủ phía dưới soạt một tiếng vang lên khổng tước khai bình đuôi cánh thư giãn ngay trong chốc lát vô địch khí thế tràn ngập toàn bộ thiên linh giới vô địch chân chính lập tức trung chuyển lấy toàn bộ thiên linh giới không có pháp tắc không có chiêu thức làm khổng tước khai bình trong chớp nhoáng này vô cùng vô tận sinh linh bị trấn áp mặc kệ là cường đại cỡ nào đại hiền mặc kệ là đáng sợ cỡ nào thần vương tại dạng này vô địch dưới khí thế cũng cảm giác mình như là sâu kiến là như vậy không đủ thành đạo là nhỏ bé như vậy yếu ớt nghe được ông một tiếng khổng tước đuôi bình phong quét qua ức vạn quảng hải ngư bị định lại ở đó, thái dương lô, tỷ pháp kiếm trận cũng bị định lại ở đó. Vào giờ phút này, mặc kệ bọn hắn là cường đại đại hiền, hay là tuyệt thế đại trận, đều không thể động đậy, tại thời khắc này, thời gian cùng không gian đều như là bị dừng lại.